kiếm đạo đệ nhất thần tập 151. Mà hắn chém ra mỗi một kiếm, liền có một lão ma đầu ngã xuống, phóc, 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 một rồi lại một bóng người nổ tung, như pháo hoa màu đỏ máu nở rộ ở trong tinh không, thế như trẻ tre, bẻ gãy nghiền nát. Trong tình không dung chuyển này, tiếng kêu thảm thiết thê lương cũng như lúc trầm lúc bổng vang lên, nơi xa, nam tử trường bào Nguyệt Vân Sơn kinh hãi toát mồ hôi lạnh, trợn mắt cứng lưỡi, đây nào phải thiếu niên mười mấy tuổi, rõ ràng chính là một tồn tại khủng bố kiếm đạo kinh thiên, uy thế vô lượng. Những lão ma đầu kia khủng bố cỡ nào, ngày xưa tung hoành ở trên tinh không, truyền độc tứ hải, từng nhấc lên không biết bao nhiêu gió tanh mưa máu, làm người ta nghe tin đã sợ mất mặt, nhưng bây giờ, ở trước mặt thiếu niên áo bào xanh kia, lại thật sự giống như rau hẹ bị vô tình thu gặt. Không ông lão áo bào đen phát ra tiếng thét chói tai hoảng sợ tuyệt vọng sau đó cổ họng lão bị một kiếm xuyên thủng thân thể theo đó ầm ầm nổ tung hồn phi phách tán sớm nói rồi đừng trêu chọc ta nhưng ngươi lại cứ không nghe tô dịch khẽ lắc đầu thành âm còn đang quanh quẩn hắn đã lao đi chém giết lão ma đầu khác quá nhanh rồi trong thời gian mấy chớp mắt, mười mấy lão ma đầu đã ngã xuống quá nửa, mấy người khác sợ vỡ mật, hoảng sợ chạy trốn. Nhưng đã muộn, phành, một cái lãng hoa làm từ xương vỡ vụn, hoa tú phu nhân dáng người quyến rũ, khí chất âm nhu, bị một kiếm bổ toát ngực, răng rác, răng rác, răng rác một bên khác, nam tử như nho sinh, cầu vồng trắng đạp dưới chân đứt gãy từ, nhi trao ao su, vị nội ác u của ngực, răng rác, răng rác, răng rác. 11.11 bên khác, nam tử như nho sinh, cầu vồng trắng đạp dưới chân đứt gãy từng khúc, mà bóng người hắn, thì bị kiếm khí mờ ảo bao phủ, hình thần câu diệt, đây nào phải con dê béo nhỏ, rõ ràng chính là đao phủ. Ở trước mặt hắn, chúng ta những người này, ai còn dám xưng ma đầu. Rau hẹ, hết thầy là rau hẹ. Chấm than ngoặc kép, trong lòng người trung niên đạo bào kêu to, sớm bị dọa hoảng sợ thất sắc, hoang mang lo so. Hai chân hắn cũng đang run lên, vài lần sinh ra xúc động chạy trốn, nhưng cuối cùng không dám. Phành! Trong chiến trường, một lão ma đầu cuối cùng cũng bị giết chết, đổ máu hư không, một trận đại chiến, trước sau chỉ trong chốc lát, 13 lão ma đầu hung uy ngập trời, danh chấn tinh không, như rau hẹ bị thu gặt hết nơi xa người trung niên đạo bào cùng nguyệt vân sơn ngây ra như tượng đất kinh sợ chấn động trong chiến trường tràn ngập máu tanh tô dịch áo bào xanh không dính một hạt bụi phơi phới như tiên không hợp với cảnh tượng chiến trường dung chuyển hỗn loạn kia ở trong tay hắn thanh ảnh kiếm như còn chưa hết thèm khẽ ngân lên sần uia n ương un s nóp, buồn tè một tiếng than khẽ từ trong miệng tô dịch phát ra mảng tinh không này trở về yên tĩnh Tô dịch xoay người nhìn về phía người trung niên đạo báo, vị lão quái vật này ở trong tỉnh không có danh hiệu, huyết kiêu lão ma, sớm sợ tới mức mất vía, biến sắc hẳn, khi ánh mắt tô dịch nhìn qua, thân thể hắn cứng đờ, gian nan nuốt ngụm nước bọt, sau đó hít sâu một hơi, sửa sang lại mũ áo. Hướng tô dịch cung kính hành đại lễ, lúc trước là tại hạ có mắt không chồng, không nhìn được thần nhân ở phía trước, mong đạo hữu dơ cao đánh khẽ, tha thứ tại hạ một phen, tại hạ nhất định thay đổi triệt để, lấy công chuộc tội, người trung niên đạo bào trong khiêm tốn mang theo trịnh trọng, trong nịnh nọt mang theo sợ hãi mang tư thái đặt tới chỗ hèn mọn nhất, không có cách nào cả, hắn thật sự bị dọa hỏng rồi. Vừa nghĩ đến lúc ban đầu còn mang tô dịch coi là dê béo, quần áo hắn đều bị mồ hôi lạnh làm ướt sũng. Lão ca, người thế này tỏ ra quá không có cốt khí rồi. Tô dịch cười lên kẻ này thái độ chuyển biến cực nhanh quả thực làm người ta tặc lưỡi người trung niên đạo bào vội vàng xua tay cay đắng nói đạo hữu chớ xưng ta là lão ca nữa nắm xương già này của ta căn bản chịu không nổi tô dịch ồ một tiếng nói đáng tiếc ngươi dù bày thái độ đoan chính nữa Hôm nay cũng khó thoát chết, người trung niên đạo bào như bị xét đánh, sợ hãi nói ta nguyện thay đổi triệt để, sửa lại sai lầm trước đây, suốt đời làm trâu làm ngựa cho các hạ, còn xin tiền bối giữ lại một cái mạng hèn của ta. Trên vẻ mặt tràn đầy cầu xin, tô dịch khẽ lắc đầu nói, vừa rồi ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng người không quý trọng cũng chẳng trách ta khi nói chuyện hắn đã cất bước đi về phía người trung niên đạo báo người đừng tới đây người trung niên đạo bào kêu to ngay lập tức dịch chuyển bóng người lao về phía nguyệt vân sơn nơi xa nếu không ta giết hắn thành âm còn đang quanh quẩn khí thế của hắn chợt trở nên cuồng bạo vô cùng trực tiếp vận dụng toàn lực hơn nữa thi triển một môn bí thuật cấm kỵ muốn nháy mắt bắt giữ nguyệt vân sơn lấy làm con tin nhưng bóng dáng người trung niên đạo bào còn ở nửa đường đã bị một mảng kiếm khí hư vô như ánh trăng sáng to tỏ chém ở trên người phành bảo vật phòng ngự trên người hắn ầm ầm nổ tung bóng người lảo đảo một cái ho ra máu không ngừng lông tóc nguyệt vân sơn dựng cả lên chỉ thiếu một chút nữa thôi hắn đã gặp hỏa lại nhìn người trung niên đạo bào gã tóc tay bù xù bộ mặt dữ tợn phát ra tiếng giết gào như cuồng loạn lão tử lại chưa ra tay đối với ngươi vì sao cứ phải đuổi tận giết tuyệt lão mà đầu tiếng thối rõ ràng này tràn đầy sự không cam lòng hãy còn không nghĩ ra một con dê béo nho nhỏ mà thôi sao có thể mạnh đến mức không thể nói lý bực này nếu thực lực ta hơi yếu một chút sợ là sớm bị ngươi lão già này ăn sống nuốt tươi rồi tô dịch nhẹ nhàng mở miệng Thanh âm còn đang quanh quẩn tiếng kiếm ngân như thủy triều chợt vang vọng một mảng kiếm khí trực tiếp xuyên thủng thân thể người trung niên đạo báo một cái chớp mắt kia lúc sắp chết trong đầu người trung niên đạo báo đột nhiên toát ra một ý niệm kẻ này chẳng lẽ thật là tô huyền quân hắn sẽ không quên lúc ban đầu thử thiếu niên áo bào xanh kia đối phương từng tự xưng tô huyền quân cái này bị hắn coi là lời nói dối hoang đường không chịu nổi trong lòng còn vì thế tức giận cho rằng tô dịch ngay cả lừa gạt hắn cũng tỏ ra quá lấy lệ trăm ngàn chỗ hở rõ ràng đang vũ nhục chỉ số thông minh của hắn nhưng bây giờ người trung niên đạo bào bỗng nhiên có chút tin rồi Tiếc nuối là, hắn đã không kịp hối hận, cũng không kịp nghĩ nhiều, khi trong đầu vừa toát ra ý niệm kia, thân thể liền phành một tiếng nổ tung, hình thần câu diệt, đến lúc này, 14 lão quái vật quát tháo tinh không, truyền nọc tứ hải, đều như rau hẹ bị tô dịch một người một kiếm dễ dàng thu gặt hết. Chiến tích như vậy, đủ có thể chấn động mảng tinh không này, dẫn phát sóng to gió lớn, nhưng đối với tô dịch mà nói, lại căn bản không đáng giá để ý, trung quy là một đám lão giàu hẹ chưa từng đặt chân huyền u cảnh mà thôi, nhưng tất cả cái này rơi vào trong mắt Nguyệt Vân Sơn nơi xa, lại làm hắn run như cầy sấy, cả người phát lạnh, những lão ma đầu kia, ai cũng đạo hạnh cao thâm, gian dối tàn nhẫn, nhưng lại ở trong giây lát mà thôi, đã bị tàn sát hết. Tất cả cái này, khiến Nguyệt Vân Sơn lúc đối mặt tô dịch có sự sợ hãi, không thể ức chế. Ngọc Điệp bên trong hộp đồng xanh này, phòng ấn một luồng kiếm ý tinh thuần, hẳn là một vị nhân vật cấp bậc huyền u cảnh đại viên mãn để lại, chẳng lẽ chính là vị tổ tiên kia của Nguyệt gia các ngươi? Tô dịch đi lên trước thuận miệng hỏi nguyệt vân sơn cúi đầu không dám nhìn vào mắt tô dịch nói đúng vậy mộ chôn quần áo và di vật của hắn vì sao sẽ để lại đây tô dịch hỏi Nguyệt Vân Sơn nhất thời có chút không nắm chắc được tâm tư của Tô Dịch nhưng hắn vẫn đại khái phán đoán ra thiếu niên lai lịch thần bí trước mắt này tựa như cũng không có địch ý đối với mình. Hắn ổn định tâm thần, nói mộ chôn quần áo và di vật kia là thái thượng trưởng lão đời thứ ba Nguyệt Kiếm Hà của Nguyệt Thị ta để lại cho bản thân tô dịch ngẩn ra tự xây mộ cho chính mình nguyệt vân sơn giải thích năm đó kiếm hà tổ tiên quyết ý tới ở sâu trong tinh không sông pha trước khi đi liền để lại ở đây một mộ chôn quần áo và di vật nói nếu trong vòng vạn năm hắn chưa từng trở về tộc nhân liền có thể coi chỗ mộ chôn quần áo và di vật này là nơi chôn xương của hắn tô dịch nhất thời đã hiểu ở sâu trong tinh không có đại khủng bố nguyệt kiếm hà trước khi đi lo lắng một đi không trở lại cho nên tự mình xây mộ chôn quần áo và di vật cho mình không thể nghi ngờ nguyệt kiếm hà chưa từng trở về nếu không mộ chôn quần áo và di vật này tuyệt đối không có khả năng sẽ ở gần đây mới ngang trời xuất thế hẳn sẽ không là ngươi lúc tiến đến lấy đi hộp đồng xanh này mới dẫn phát trận động tĩnh lớn này chứ tô dịch như có chút suy nghĩ nguyệt vân sơn nhất thời có chút mất tự nhiên cay đắng nói các hạ tuệ nhãn như đuốc liệu sự như thần mấy ngày trước ta đã đến nơi đây chỉ là lại không ngờ ở lúc tiến vào mộ chôn quần áo và di vật của tổ tiên hộp đồng xanh này hắn để lại lại sẽ dẫn phát động tĩnh bực này tô dịch không khỏi cười lên lực lượng cấp bậc huyền u cảnh đại viên mãn quả thực hơn xa ngươi có thể áp chế Dừng một chút, hắn lại hỏi, "Có thể nói một chút với ta, ngươi vì sao phải tới lấy đi cái hộp đồng xanh này không?" Nguyệt Vân Sơn trầm mặc hồi lâu, hỏi ngược lại, "Tiểu lão cả câu, các hạ vì sao sẽ có hứng thú như thế đối với chuyện này?" Gàn hỏi một tô dịch thuận miệng nói. Lúc trước ta đã nói, cái này coi như duyên phận, ta quen biết một cô nương, khí tức khác trong một cây bội kiếm trên người nàng, có cùng nguồn gốc với lực lượng tổ tiên nhà ngươi để lại. Lúc trước ở Thương Thanh Đại Lục cảnh nội đại chu, khi Tô Dịch và Nguyệt Thi Thiền vừa quen biết, đã phát hiện Nguyệt Thi Thiền đeo một thanh cổ kiếm, khí tức có chút đặc thù, nghi là phong ấn một luồng lực lượng thần bí. Điều này ở lúc ấy đã dẫn tới Tô Dịch chú ý thẳng đến về sau tô dịch mới từ trong miệng nguyệt thi thiền tìm hiểu được từ khi nàng biết chuyện thanh cổ kiếm đó đã làm bạn ở bên người nàng nghe nói là phụ thân nàng để lại cho nàng thanh cổ kiếm đó tên gọi quế phách quế phách phi lai quang xạ sử lãnh tẩm nhất thiên thu bích cái gọi là quế phách đó là ý minh nguyệt tên kiếm này vừa vặn lại hô ứng cùng dòng họ nguyệt thi thiền hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh thời điểm lúc trước tô dịch chính là phát hiện bên trong hộp đồng xanh kia có một luồng khí tức khiến hắn cảm thấy quen thuộc cuối cùng mới nhớ ra một luồng khí tức này cùng khí tức một cây quế phách cổ kiếm kia nguyệt thi thiền đeo không có khác biệt cho nên mới sẽ chủ động ra tay mà nghe được lời của tô dịch nguyệt vân sơn không khỏi giật mình kinh nghi nói các hạ nói hẳn sẽ không là thi thiền chứ tô dịch cười lên nói chính là nàng ta lần này tiện đường tới thiên huyền giới muốn gặp nàng một lần nguyệt vân sơn không khỏi động dung hoàn toàn không thể tưởng tượng nguyệt thi thiền sao có thể trở thành bằng hữu với một vị tồn tại khủng bố bực này điều này quả thực không thể tưởng tượng bởi vì theo hắn biết nguyệt thi thiền không phải lớn lên ở tông tộc mà là ở thời điểm hai năm trước mới được phụ thân nàng từ một thế giới thế tục tên là thương thanh đại lục đón về hơn nữa nguyệt vân sơn cũng chưa từng nghe nói nguyệt thi thiền khi nào quen biết một vị tồn tại cường đại vô cùng như vậy ừm món đồ này trả lại ngươi tô dịch đưa trả lại hộp đồng xanh nếu không ngại chúng ta vừa đi vừa tán gẫu như thế nào Hít sâu một hơi, Nguyệt Vân Sơn kiềm chế hoang mang trong lòng, ôm quyền nói, cung kính không bằng tuân mệnh, mặc kệ như thế nào, lần này là Tô Dịch cứu Nguyệt Vân Sơn một mạng, hôm nay còn trả lại hộp đồng xanh, điều này làm hắn đã tin lời Tô Dịch tâm thần căng thẳng cũng thả lỏng không ít. Chẳng qua, Nguyệt Vân Sơn cũng không dám chậm trễ, lại càng không dám bởi vì Tô Dịch tự xưng là bằng hữu của Nguyệt Thi Thiền, liền coi hắn như tiểu bối đối đãi. Thu thập xong chiến lợi phẩm tô dịch lập tức đi cùng nguyệt vân sơn dọc theo thiên tuyền tinh lộ hướng thiên huyền giới lao đi dọc đường nói chuyện với nhau tô dịch lúc này mới rốt cuộc làm rõ nguyệt vân sơn vì sao phải tin đến lây đi một cái hộp đồng xanh này nguyên nhân là nguyệt thị nhất tộc gặp một phiền toái lớn khó giải quyết vô cùng một phiền toái này nói tới còn có chút liên quan với nguyệt thi thiền Đơn giản mà nói, thời điểm một năm trước, Nguyệt Thi Thiền ở lúc tham dự một hồi, Pháp hội luận đạo xảy ra xung đột với một vị nhân vật thánh tử, Hồng Liên Giáo, thế lực ma đạo đỉnh cấp thiên huyền giới. Nguyệt Thi Thiền ngay tại chỗ phế bỏ một thân ma công của thánh tử Hồng Liên Giáo này điều này dẫn phát đại nhân vật hồng liên giáo bất mãn ngay trên pháp hội luận đạo trực tiếp ra tay với nguyệt thi thiền muốn khiến nàng trả giá tương đương nguyệt thi thiền không địch lại bị thương nặng cuối cùng dựa vào một môn bí bảo thoát vây sau khi chuyện truyền về nguyệt thị nhất tộc phụ thân nguyệt thi thiền giả tẫn kiếm hoàng nguyệt trường thiên tức giận tự mình ra tay báo thù cho con gái hắn một hơi chém giết ba vị đại nhân vật hồng liên giáo thù hận của nguyệt gia và hồng liên giáo từ đó kết xuống, hai đại thế lực đỉnh cấp Dương cung Bạt Kiếm, thế như nước với lửa, cuối cùng ở dưới một ít nhân vật thế hệ trước của Thiên Huyền giới xoay vần điều đình, Nguyệt gia và Hồng Liên giáo lúc này mới nhất trí quyết định đè việc này xuống, nhưng ai ngờ, một đoạn thời gian trước, Nguyệt Trường Thiên lúc ra ngoài du lịch gặp phải một hồi mai phục đến từ Hồng Liên giáo, thiếu chút nữa chết, tùy cuối cùng nhặt về một cái mạng, nhưng bởi vì bị thương quá nặng ở sau khi quay về tông tộc liền bắt đầu bế quan chuyện này dẫn phát cao thấp nguyệt ra tức giận họa vô đơn chí ngay sau khi nguyệt trường thiên bị thương không lâu hồng liên giáo trực tiếp hướng bên ngoài tuyên bố trong một tháng nguyệt thị nhất tộc nếu không mang cha con nguyệt trường thiên cùng nguyệt thi thiền giao cho hồng liên giáo xử trí tự gánh lấy hậu quả một hòn đá kích lên ngàn tầng sóng tuyên ngôn như vậy không chỉ dẫn phát thiên huyền giới chấn động càng làm nguyệt thị nhất tộc lâm vào trong bấp bênh mà bây giờ cách kỳ hạn một tháng chỉ còn lại có ba ngày tìm hiểu xong những thứ này tô dịch không khỏi khẽ nhíu mày thiên huyền giới hồng liên giáo hắn mơ hồ trái lại nhớ rõ thế lực ma đạo này nghe nói khai phái tổ sư của nó tựa như có chút sâu xa với hồng trần ma cung một trong ba đại ma y tông của đại hoang về phần cái khác tô dịch không nhớ được không có cách nào cả thiên huyền giới chỉ là một trong 33 thế giới vị diện bao quanh đại hoang thiên hạ. Lúc kiếp trước tô dịch sớm đã độc tôn đại hoang chư thiên, đâu có thể nào có tâm tư đi tìm hiểu một cái thế lực ma đạo cắm dễ ở thiên huyền giới. Dựa theo Nguyệt Vân Sơn nói, Hồng Liên Giáo đã triển khai hành động. Thế lực ma đạo đỉnh cấp này của thiên huyền giới, mời một đám đại nhân vật đứng đầu thiên huyền giới, tụ tập ở bên thu thủy nhai, cũng chuẩn bị ở ba ngày sau, tổ chức thu thủy đại hội đến lúc đó nguyệt thị nhất tộc chỉ cần giao ra nguyệt trường thiên cùng nguyệt thi thiền hồng liên giáo sẽ ở trên thu thủy đại hội hóa giải hiềm khích trước đó với nguyệt thị nhất tộc bỏ qua chuyện cũ ngược lại hồng liên giáo sẽ ở trên thu thủy đại hội hoàn toàn hướng nguyệt thị nhất tộc tiên chiến tông tộc các ngươi có tính toán gì không tìm hiểu xong những thứ này tô dịch hỏi nguyệt vân sơn hít sâu một hơi trầm giọng nói nguyệt gia chúng ta tuyệt đối sẽ không giao người nếu làm như vậy còn có mặt mũi nào đặt chân thiên huyền giới tô dịch như có chút suy nghĩ nói nói như vậy ngươi lần này tới lấy đi hộp đồng xanh này chẳng lẽ chính là vì ứng đối trận tai kiếp này nguyệt vân sơn gật đầu nói nguyệt gia chúng ta đã quyết định ở trên thu thủy đại hội này vật cổ tay với hồng liên giáo tô dịch hoàn toàn hiểu rồi vô luận là hồng liên giáo hay nguyệt thị nhất tộc đều không muốn hoàn toàn xé rách ra mặt tránh cho giữa hai thế lực lớn bọn họ xảy ra chiến tranh toàn diện lưỡng bại câu thương cho nên hồng liên giáo mới sẽ tổ chức trận thu thủy đại hội này cũng mời một đám nhân vật đứng đầu trợ trận mục đích chính là ép nguyệt thị nhất tộc giao ra nguyệt trường thiên cùng nguyệt thi thiền nếu hồng liên giáo thật là vì mượn cơ hội đi tiêu diệt nguyệt thị nhất tộc căn bản không cần làm điều thừa đi tổ chức thu thủy đại hội cái gì trực tiếp khai chiến với nguyệt thị nhất tộc là được Tương tự, tình cảnh của Nguyệt thị nhất tộc rõ ràng rất không ổn, nếu là thật sự không sợ Hồng Liên giáo tìm phiền toái, hoàn toàn có thể không cần phải đi phó ước. Trước mắt, Nguyệt Vân Sơn cũng cần tới trong tinh không này thu hồi hộp đồng xanh tổ tiên lưu lại để hóa giải phiền toái, có thể nghĩ mà biết Nguyệt thị nhất tộc đã bị bức bách đến trình độ nào rồi. Nếu là vật cổ tay thua trận, Nguyệt gia các ngươi sẽ làm như thế nào? Tô Dịch hỏi nguyệt vân sơn nói từng chữ một nguyệt gia chúng ta có thể cúi đầu có thể xin lỗi cũng có thể trả giá đắt đi bồi thường nhưng tuyệt đối sẽ không giao người tô dịch truy hỏi nếu đối phương cứ nhất định muốn các ngươi giao người thì sao nguyệt vân sơn nhất thời trầm mặc hồi lâu sau mặt hắn lộ ra một chút tự diễu nói thực không dám giấu vấn đề này nguyệt gia chúng ta đã sớm nghĩ tới hơn nữa trường thiên đã làm ra quyết đoán đuôi lông mày khóe mắt tràn đầy nét trầm thấp phức tạp tô dịch ý thức được không thích hợp nhíu mày nói nguyệt trường thiên chẳng lẽ muốn chủ động đứng ra đi gánh vác tất cả cái này nguyệt vân sơn gật gật đầu nói đây là quyết đoán của bản thân trường thiên cũng là dự tính xấu nhất của nguyệt gia chúng ta trước mắt chúng ta chỉ có thể dốc hết tất cả biện pháp không cho loại kết quả xấu nhất này xảy ra dứt lời trên gương mặt hắn đã tràn đầy lo lắng nguyệt trường thiên này trái lại tràn đầy khí phách nhưng thi thiền cô nương thì sao tô dịch hỏi nguyệt vân sơn kiên nhẫn giải thích năm trước sau khi xảy ra tai họa kia trường thiên lo lắng thi thiền lại bị lực lượng hồng liên giáo nhằm vào đã vận dụng mối quan hệ giúp thi thiền đạt được một cái tư cách tiến vào đại hoang đệ nhất đạo môn cửu cực huyền đô hôm nay thi thiền đã là chân truyền đệ tử của cửu cực huyền đô ở cửu cực huyền đô tu hành cho dù nguyệt gia chúng ta gặp biến cố lớn nữa cũng sẽ không để thi thiền chịu ảnh hưởng nghe xong tô dịch yên lòng lúc trước hắn còn rất hoài nghi ở lúc nguyệt thị nhất tộc không chịu nổi hồng liên giáo áp bách sẽ lựa chọn giao ra nguyệt thi thiền cái này không phải không có khả năng cần biết ở trong đại tông tộc nếu có thể hy sinh một tộc nhân làm trả giá đổi lấy toàn bộ tông tộc thái bình đại đa số thời điểm đều sẽ lựa chọn làm như vậy nhưng may mắn nguyệt thị nhất tộc chưa đối đãi nguyệt thi thiền như vậy hơn nữa nhìn ra được nguyệt trường thiên làm phụ thân đối với nguyệt thi thiền vô cùng yêu thương sớm ở năm trước đã bắt đầu trải đường cho nguyệt thi thiền lấy nội tình cùng lực lượng của hồng liên giáo tự nhiên không dám đi cửu cực huyền đô tìm nguyệt thi thiền gây phiền toái dù sao hồng liên giáo chỉ là đỉnh cấp ma môn của thiên huyền giới mà cửu cực huyền đô là đệ nhất đạo môn đại hoang thiên hạ hai bên một trời một vực tìm hiểu được những thứ này trong lòng tô dịch đã làm ra quyết đoán giúp nguyệt ra một phen chỉ bằng Nguyệt gia không dùng tính mạng Nguyệt Thi Thiền đi đổi lấy Thái Bình một điểm này, đã đạt được Tô Dịch tán thành, càng miễn bàn, Nguyệt Trường Thiên chính là phụ thân của Nguyệt Thi Thiền, thời điểm năm trước, Nguyệt Thi Thiền bị lực lượng Hồng Liên giáo làm bị thương nặng, Nguyệt Trường Thiên còn tự mình ra tay, giết mấy nhân vật thế hệ trước của Hồng Liên giáo, báo thù cho Nguyệt Thi Thiền, mà không phải nén giận, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, Tô Dịch nói, chờ đến thiên huyền giới ta và ngươi cùng đi thu thủy đại hội một chuyến nguyệt vân sơn khó có thể tin nói các hạ chẳng lẽ là muốn giúp nguyệt gia ta chấm hỏi ngoặc kép cần biết đổi làm người khác biết được tình cảnh nguyệt gia bọn họ sợ là trốn còn không kịp chuyện như vậy trên thực tế ở một đoạn thời gian gần đây đã xảy ra rất nhiều thế lực giao hảo với nguyệt thị hoặc là lựa chọn tránh mà không gặp hoặc đề nghị nguyệt gia nhường nhịn giao ra cha con nguyệt trường thiên cùng nguyệt thi thiền nhân tình ấm lạnh thể hiện hết không bỏ sót nhưng Nguyệt Vân Sơn đánh vỡ đầu cũng không ngờ thiếu niên lai lịch kỳ quái tự xưng là bạn của Nguyệt Thi Thiền này, ở sau khi biết Nguyệt ra đối mặt tựa như muốn ra tay giúp đỡ, nguy hiểm tính ra ta coi như là người dẫn đường của Thi Thiền cô nương ở trên kiếm đạo tuy không phải quan hệ thầy trò, nhưng cũng hơn tình bằng hữu bình thường có thể so sánh, đã để ta biết Nguyệt gia gặp phiền toái bực này, tự nhiên không thể không đếm xỉa đến. Tô Dịch thuận miệng nói, "Nguyệt Vân Sơn động dung, trên mặt hiện lên nét vui mừng, hắn lúc trước từng thấy chiến lực khủng bố của Tô Dịch, động cái có thể thoải mái tiêu diệt lão ma đầu Huyền Chiếu Cảnh hậu kỳ, nếu có Tô Dịch giúp đỡ, tự nhiên là chuyện tốt bằng trời." Nhưng rất nhanh, Nguyệt Vân Sơn liền bình tĩnh lại, lần này hồng liên giáo vì tổ chức trận thu thủy đại hội này ra mặt đều là lão quái vật huyền u cành nghĩ như thế nét vui mừng trên mặt nguyệt vân sơn tiêu tán than thở nói ý tốt của các hạ tiểu lão vô cùng cảm kích chỉ là trận sóng gió này quá mức hung hiểm nếu để các hạ cuốn vào tiểu lão nhất định sẽ ái ngai không đợi nói xong tô dịch đã cười ngắt lời ta biết ngươi muốn nói gì ta cũng không ngại nói thẳng tai họa ngập trời ở trong mắt nguyệt gia các ngươi ở trong mắt ta cũng chỉ là một cái phiền toái nho nhỏ có thể tùy tay giải quyết phiền toái nhỏ tùy tay giải quyết nguyệt vân sơn thiếu chút nữa ngây giải căn bản không thể tưởng tượng phải có tự tin cùng đàm phách như thế nào mới có thể nói ra đoạn lời này nếu không phải tô dịch lúc trước từng triển lộ ra chiến lược khủng bố có thể nói kinh động thế gian nguyệt vân sơn tuyệt đối sẽ coi thiếu niên mười mấy tuổi trước mắt này là kẻ điên để đối đãi tin hay không đợi tới trên thu thủy đại hội liền có thể biết rõ tô dịch có chút bất đắc dĩ ở giới tu hành khí tức tu sĩ có thể che giấu cùng thay đổi dung mạo cũng có thể trở nên khác biệt một ít lão quái vật có được thủ đoạn thông thiên dung mạo như thanh niên có nữ tử sống không biết bao nhiêu năm tháng dung mạo cũng có thể vĩnh viễn giữ được thanh xuân cùng xinh đẹp nhưng tuổi xương bọn họ căn bản không thể thay đổi Hôm nay, dựa theo tuổi tính, Tô Dịch 19 tuổi, không chỉ bộ dáng thiếu niên, ngay cả tuổi xương cũng đặc biệt trẻ, lại thêm một thân khí tức của hắn đạm mạc như mây trôi, rất dễ dàng bị coi là tiểu bối, mới ra đời đối đãi, cũng rất dễ dàng khiến các lão quái vật kia xem nhẹ như lúc trước huyết kiêu lão ma sở dĩ coi tô dịch là dê béo chính là phát hiện kỳ quái trên người tô dịch rõ ràng còn trẻ như vậy lại dám một mình đi qua tinh không tất cả sự khác thường này đã gợi lên sự tò mò của huyết kiêu lão ma đương nhiên cuối cùng cũng chôn vùi tính mang han không thể nghi ngờ, giờ này khắc này, ở trong mắt Nguyệt Vân Sơn, tô dịch có lẽ đủ mạnh, nhưng muốn xen vào sóng gió của Nguyệt Gia, trung quy có chút mỏng manh, làm người ta lo lắng hắn cuốn vào trong đó, bị liên lụy, nhưng mắt thấy tô dịch cũng đã nói tới nước này rồi, Nguyệt Vân Sơn cuối cùng không từ chối, nói, thôi được ta sẽ dẫn các hạ cùng nhau qua đó nếu thực sự xảy ra nguy hiểm không lường được tiểu lão chắc chắn nghĩ mọi biện pháp rút các hạ ra ngoài tránh để các hạ bị nguyệt gia ta liên luy thành âm chém đinh chặt sắt tô dịch không khỏi cảm khái khí khái cùng tác phong của tộc nhân nguyệt thị này thật sự là không tầm thường nha đáng giá mình ra tay giúp hai ngày sau thiên huyền giới là một trong 33 giới bao quanh thiên hạ đại hoang, thế lực tu hành của thiên huyền giới rất phức tạp, nho ra, Phật môn, ma tông ba loại đạo thống cùng tồn tại, tạo thành bố cục thế chân vạc. Ngoài ra, còn có binh gia, đạo gia, phù trận nhất mạch, quỷ tu nhất mạch một ít thế lực, đương nhiên, thiên huyền giới trung quy chỉ là một trong 33 thế giới vị diện của thiên hạ đại hoang, xa không thể đánh đồng với đại hoang, tranh lệch cỡ đó, giống như ở trên thương thanh đại lục khác biệt giữa nước nhỏ xa xôi cùng đại hạ nước lớn bá chủ bực này, thiên huyền giới cũng không biết thiên huyền thư viện lão sâu thèm kia còn đó hay không khi xa xa nhìn thấy thiên huyền giới tô dịch không khỏi nổi lên một tia hồi ức tiến vào thiên huyền giới chẳng khác nào tiến vào phạm trù thiên hạ đại hoang mà tô dịch ở thời điểm kiếp trước cũng từng du lịch thiên huyền giới chẳng qua thứ duy nhất khiến hắn khắc sâu ấn tượng đó là một lão già mai danh ẩn tích trong thiên huyền thư viện lão già kia có thể xưng là đồ cổ cấp hóa thạch của nho gia nhất mạch đạo hạnh sâu không lường được chỉ là miệng quá tham rồi từng tự xưng thà rằng không có sách đọc không thể không có thịt ăn chẳng qua ở thiên huyền thư viện hầu như rất ít người biết tiểu lão đầu trong năm tháng quá khứ một mực yên lặng mặc đảm nhiệm nhân vật người trông cửa sẽ là một đại năng bối phận cao đến có thể hù chết người trên nho đảo mà ở chỗ tô dịch vẫn luôn xưng hô lão già kia là lão sâu thèm còn nhớ rõ thời điểm kiếp trước, Tô Dịch từng chỉ điểm nhị đệ tử Cảnh Hành, bảo hắn ở lúc du lịch thiên hạ, thuận đường đi Thiên Huyền thư viện một chuyến. Cảnh Hành quả thật đã đi, đáng tiếc con mọt sách này chỉ lo bàn luận các loại kinh nghĩa cùng đạo lý với đám thư sinh kia của Thiên Huyền thư viện, căn bản không biết ở Thiên Huyền thư viện còn có lão sâu thèm nhân vật cấp tổ sư Thiên Hạ Nho đạo nhất mạch này. Về sau, Tô Dịch cùng lão Sâu Thèm khi nói chuyện với nhau, lão Sâu Thèm từng đánh giá Cảnh Hành là hạt giống tốt đọc sách, chỉ là đầu óc không nhanh nhạy, khi nào thông suốt liền biết cái gì gọi là tin hết vào sách không bằng không có sách. Đến lúc đó, tự nhiên có thể ở trong người đọc sách trong thiên hạ mở ra một mảng thiên địa thuộc về mình. Lúc ấy, Tô Dịch đối với đánh giá như vậy cười mà không nói, từ chối cho ý kiến. Cảnh Hành lòng dạ nhân hậu, ôn hòa Khiêm tốn, cung kính, nhường nhịn, không thích sát sinh, làm việc chú ý một cái lấy đức phục người, đây cũng là chỗ khiến Tô Dịch thưởng thức nhất. Về phần cảnh hành thông suốt hay không, Tô Dịch chưa từng bắt buộc, lần này đến thiên huyền giới, trái lại có thể đi thiên huyền thư viện một chuyến, nếu lão sâu thèm vẫn còn, hẳn là có thể biết cảnh hành hôm nay ở nơi nào. Tô Dịch thầm nghĩ, Năm đó, sau khi tô dịch chuyển thế, đại đồ đệ bì ma cùng tiểu đồ đệ thanh đường trở mặt coi nhau như kẻ thù. Nhị đệ tử cảnh hành ý đồ hóa giải ân oán giữa bì ma cùng thanh đường, từng tự mình tới thái huyền động thiên, nhưng lại bị thanh đường đánh đuổi, cảnh hành vì thế đau lòng vô cùng, đi xa tha hương, ai cũng không biết hắn đã đi đâu, đây là chuyện sớm từ lúc ở U Minh giới, dạ lạc nói cho tô dịch, lúc ấy, còn từng cảm khái, cũng chỉ có cảnh hành con mọt sách này, mới sẽ ngu ngốc đi thử làm chuyện bực này chẳng qua sớm ở năm đó, tô dịch thưởng thức nhất cũng chính là cảnh hành một điểm này. Hơn nữa tô dịch nhớ rõ, lão sâu thèm đó lúc trước đối với cảnh hành rất lưu tâm, nếu không phải cảnh hành sớm bái ở môn hạ mình, lão sâu thèm tất nhiên sẽ dùng hết mọi cách thu cảnh hành làm đồ đệ. Cho nên, Tô Dịch dám khẳng định, nếu hôm nay lão sâu thèm còn ở Thiên Huyền thư viện, hẳn sẽ biết cảnh hành rốt cuộc đã đi đâu. Chẳng qua, ở trước khi đi Thiên Huyền thư viện, Tô Dịch muốn đi thu thủy đại hội trước một chuyến. Thiên Huyền giới, Cổ Quang Linh Sơn, danh sơn phúc địa hàng đầu Thiên Huyền giới, nơi này là tổ địa của Nguyệt thị nhất tộc. Vân Sơn sao còn chưa trở lại, chẳng lẽ đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn hay sao? Trong một tòa cung điện cổ xưa, Nguyệt Thủy Hàn nhíu mày, hắn bóng người gầy, mặc áo bào vàng, là thái thượng đại trưởng lão của Nguyệt gia, có được tu vi cấp bậc huyền chiếu cảnh đại viên mãn, trong đại điện lúc này hội tụ đại nhân vật cao tầng của Nguyệt thị nhất tộc nghe vậy, đều có chút lo lắng hôm nay thu thủy đại hội đã sắp mở màn nếu nguyệt vân sơn chuyến này xảy ra chuyện ngoài ý muốn vậy tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến hành động lần này của bọn họ đột nhiên một tiếng than khẽ vang lên ánh mắt mọi người vô ý thức nhìn về phía cùng một người đó là một lão nhân ngồi ngay ngắn ở trên thượng thủ chủ tọa tóc dài trắng như xương nếp nhăn dày đặc mặc trường bào màu xám nguyệt bách linh một vị đồ cổ huyền u cảnh nguyệt thị nhất tộc rất lâu trước kia đã không hỏi thế sự mà lần này nguyệt thị nhất tộc gặp đại nạn đã kinh động vị đồ cổ này khiến hắn không thể không từ trong bế quan đi ra chủ trì đại cục vốn làm thế lực đỉnh cấp thiên huyền giới nguyệt thị nhất tộc có được ba vị tồn tại huyền u cảnh một kẻ là nguyệt trường thiên nhưng hắn đã bị thương nghiêm trọng đang ở thời điểm mấu chốt chữa thương một kẻ là nguyệt thanh xuyên sớm ở thời điểm mấy ngàn năm trước đã ra ngoài du lịch đến nay chưa về căn bản không trông cậy vào được một kẻ cuối cùng là nguyệt bách linh lúc này ánh mắt hắn đảo qua mọi người vẻ mặt phức tạp nói các ngươi còn không hiểu sao thu thủy đại hội này so đấu là giữa chúng ta cùng hồng liên giáo ai quyền thế cùng lực lượng lớn hơn hồng liên giáo có chuẩn bị mà đến mời một đám nhân vật đứng đầu thiên huyền giới trợ trận không vì cái gì khác ngoài lấy thế ép người khiến nguyệt gia chúng ta khuất phục mà đây chỉ là lực lượng hồng liên giáo biểu hiện ra nếu không có gì bất ngờ vì có thể ở thu thủy đại hội ép nguyệt gia chúng ta một bậc hồng liên giáo tất nhiên có chuẩn bị khác đoạn lời này vừa ra tâm tình mọi người đều nặng nề hơn rất nhiều bọn họ đều từng trải nhiều sóng gió tự nhiên đã sớm phỏng đoán ra một điểm này chỉ thấy nguyệt bách linh tiếp tục nói dưới tình huống bực này vân sơn có thể thu hồi hộp đồng xanh trong mộ chôn quần áo và di vật kiếm hà tổ tiên để lại hay không còn quan trọng sao mọi người đều càng thêm im lặng, không khí của đại điện cũng trở nên nặng nề vô cùng. Chẳng qua ta đã mời một ít chi kỳ bạn tốt trợ trận, mặc kệ kết quả như thế nào, trung quy cần toàn lực ứng phó, không thể để hồng liên giáo cho rằng, nguyệt gia chúng ta là quả hồng mềm có thể tiêu ý nhào nặn. Nguyệt Bách Linh lời nói chém đinh chặt sắt, thế cục nghiêm trọng nữa cũng không thể thua khẩu khí này dứt lời nguyệt bách linh từ trên ghế tựa vươn người đứng dậy nói dựa theo kế hoạch ban đầu làm việc mặt khác truyền tin tức cho vân sơn nói chúng ta đã khởi hành bảo hắn không cần quay về tông tộc trực tiếp tới thu thủy nhai là được vâng một vị đại nhân vật lĩnh mệnh mà nguyệt bách linh thì chỉ dẫn theo ba vị thái thượng trưởng lão khởi hành tới thu thủy nhai ba vị thái thượng trưởng lão này phân biệt là thái thượng đại trưởng lão nguyệt thủy hàn thái thượng tam trưởng lão nguyệt tuyết bình thái thượng tứ trưởng lão nguyệt phong lâm chẳng qua ngay tại lúc đoàn người bọn họ vừa rời khỏi cô quang linh sơn liền đụng phải nguyệt vân sơn vội vàng quay về cùng với tô dịch khi nhìn thấy nguyệt vân sơn bình yên vô sự mọi người đều nhẹ nhàng thở ra mà khi nhìn thấy tô dịch các lão quái vật kia của nguyệt gia tất cả đều ngan ra vân sơn vị tiểu hữu này là Thái thượng tam trưởng lão Nguyệt Tuyết Bình nhịn không được hỏi, nàng bóng người thon dài, cử chỉ thục tĩnh đoan trang, dung mạo tuy xinh đẹp nhưng đôi mắt khi lưu truyền, tràn đầy khí tức năm tháng tang thương. Nguyệt Vân Sơn vẻ mặt nghiêm túc, trịnh trọng giới thiệu, vị này là tô dịch tô đạo hữu hắn chính là bằng hữu của thi thiền, lần này ta có thể thu hồi hộp đồng xanh kiếm hà tổ tiên để lại, là may có tô đạo hữu giúp đỡ. Mọi người lúc ban đầu còn kỳ quái, thiếu niên áo bào xanh trước mắt này, bộ dáng nhiều nhất 18-19 tuổi, một tiểu bối như vậy, sao lại theo Nguyệt Vân Sơn cùng nhau quay về. Mà khi nghe xong Nguyệt Vân Sơn nói, mọi người đều không khỏi giật mình, nhịn không được một lần nữa đánh giá tô dịch một phen, ngươi là nói, vị đạo hữu này giúp ngươi rất nhiều. Nguyệt Tiết Bình có chút khó hiểu người khác cũng đều hoang mang, không thể tưởng tượng, một thiếu niên, sao có thể giúp được Nguyệt Vân Sơn, thấy vậy, Nguyệt Vân Sơn mặc kệ cái khác, vội vàng truyền âm, mang một trận sóng gió cùng chắc trở xảy ra ở trên thiên tuyền tinh lộ kia nói ra. Nghe xong, các lão quái vật này của Nguyệt gia đều không cách nào bình tĩnh, vẻ mặt kinh nghi, giống như khó có thể tin, trong nháy mắt, giết 14 lão ma đầu tung hoành tinh không nhiều năm. Điều này không thể nghi ngờ quá, không thể tưởng tượng dù là nguyệt bách linh có được đạo hạnh huyền u cảnh cũng không khỏi chấn động trải y qua xác nhận mãi với nguyệt vân sơn bọn họ lúc này mới nửa tin nửa ngờ tiếp nhận sự thực như vậy đa tạ đạo hữu trượng nghĩa ra tay đại ân cỡ này nguyệt gia ta nhất định suốt đời không quên nguyệt bách linh nghiêm nghị chắp tay vái người khác cũng lần lượt vái cảm ơn Tuy nhiên, trong lòng bọn họ hãy còn kinh nghi, không thể tưởng tượng một thiếu niên mười mấy tuổi, sao có thể có được chiến lực đáng sợ như thế. Nhưng bọn họ càng rõ hơn, Thái Thượng Nhị Trưởng Lão Nguyệt Vân Sơn tuyệt đối không dám nói dối ở trên chuyện bậc này. Già ta thì không cần, theo ta thấy, vẫn là mau chóng tới thu thủy nhai quan trọng hơn. Tô Dịch nói, tính tình hắn xưa nay đã như vậy, không thích hàn huyện, nhưng lời này vừa nói ra thì khiến các lão quái vật kia đều cảm thấy bất ngờ thiếu niên lai lịch kỳ quái này thế mà muốn xen vào trong trận sóng gió này cái này hoàn toàn ra ngoài dự đoán của mọi người cần biết tai họa ngập trời bực này người khác sợ tránh còn không kịp cũng tốt chạy đi trước nguyệt bách linh làm ra quyết đoán đoàn người lập tức triển khai hành động trên đường nguyệt vân sơn luôn luôn truyền âm nói chuyện với đám người nguyệt bách linh tô dịch không cần nghĩ cũng biết các lão quái vật nguyệt gia kia khẳng định đang bàn luận chi tiết của hắn điều này làm tô dịch đều có chút bất đắc dĩ hôm nay đã ở trong phạm vi đại hoang thiên hạ vì tránh phiền toái không cần thiết tô dịch cũng không muốn sớm bại lộ thân phận kiếp trước hơn nữa Hắn tính thăm dò cùng tìm hiểu trước một số việc năm đó sau khi hắn chuyển thế, tìm kiếm một ít chân tướng cùng đáp án, cũng không nên bại lộ thân phận quá sớm, nếu không, nếu để người đời biết Tô Huyền Quân hắn đã trở lại, còn không biết sẽ ở Đại Hoang Thiên Hạ dẫn phát chấn động cùng sóng gió lớn bao nhiêu, khiến trong lòng Tô Dịch mệt mỏi là có một số thời điểm, cho dù hắn nói cho người khác hắn là Tô Huyền Quân, cũng không có ai tin tưởng, ngược lại cho rằng hắn đang nói dối, là bất kính đối với huyền quân kiếm chủ mà lấy thân phận của hắn bây giờ thì rất khó làm người ta tin phục dù sao quá trẻ tuổi rất dễ dàng dẫn phát các loại phỏng đoán cùng hoài nghi không cần thiết tựa như lúc trước ở trên đường cho dù tận mắt thấy hắn có thể thoải mái chém giết một đám lão ma đầu khi biết được hắn muốn nhúng tay chuyện thu thủy đại hội nguyệt vân sơn vẫn lo lắng không thôi cho hắn không đành lòng hắn bị liên lụy cho dù nguyệt vân sơn cũng như thế có thể nghĩ mà biết các lão quái vật này của nguyệt gia trong lòng là kinh nghi cỡ nào khẳng định nghi hoặc trùng trùng đối với thân phận cùng lai lịch của mình quả nhiên không ra ngoài tô dịch dự liệu kế tiếp trên đường bọn nguyệt bách linh bắt đầu nói bóng nói gió hỏi hắn cùng nguyệt thi thiền là quen biết khi nào lại là lai lịch cùng thân phận gì đối với điều này tô dịch không để ý tới chỉ nói hắn chẳng qua là một vị khách qua đường chờ giải quyết xong việc sẽ rời khỏi lai lịch cùng thân phận các thứ căn bản không quan trọng cái gì gọi là làm hơn nói rất đơn giản, lời nói là tái nhợt, hành động mới là có sức thuyết phục. Đợi tới thu thủy đại hội, dẹp yên trận sóng gió này nhằm vào nguyệt gia, nghĩ hẳn sẽ không bị người ta phỏng đoán cùng hồ nghi như vậy nữa. Đương nhiên, tô dịch rất rõ, bọn nguyệt bách linh không có ác ý, đổi làm bất luận kẻ nào khác đều nhất định sẽ biểu hiện giống với bọn họ trên đường kế tiếp bọn nguyệt bách linh quả nhiên không hỏi thêm cái gì nữa trên thực tế tâm tư của bọn họ cũng không ở trên người tô dịch bọn họ cảm kích tô dịch trượng nghĩa ra tay nhưng căn bản không trông cậy vào tô dịch có thể hỗ trợ bao nhiêu chính như nguyệt vân sơn lúc trước sầu lo thu thủy đại hội một lần này nhân vật chính thật sự là tồn tại huyền u cảnh mà so đấu là nguyệt thị nhất tộc bọn họ cùng hồng liên giáo ai quyền thế lớn hơn ai thế lực mạnh hơn lực lượng của một người ở trên va chạm giữa thế lực lớn trung quy tỏ ra quá nhỏ bé cùng vô lực đến thu thủy nhai rồi nguyệt bách linh dẫn đường ở phía trước bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía xa xa nơi cực xa là một hồ lớn gợn sóng mênh mông bờ hồ lớn sừng sững một ngọn núi cao chọc trời hiểm trở ngọn núi này đã lởm chởm không có một ngọn cỏ mà ở chỗ đỉnh núi là một sân đá bằng phẳng thật lớn một bên sân đá sừng sững có thể quan sát cảnh đẹp cả hồ nước hơn nữa ở lúc mùa thu đặt chân trên sân đá liếc một cái nhìn lại hồ nước và bầu trời một màu rất hoành tráng cái tên thu thủy nhai bởi vậy mà có gần trạng vạng mặt trời lặn như vàng nung chảy ánh nắng chiều như lửa vạn tượng đẹp đẽ đoàn người tô dịch xa xa còn chưa đến trên thu thủy nhai kia một bóng người đột nhiên bay lên xa xa lên tiếng nói nguyệt ra các ngươi có mang nguyệt trường thiên cùng nguyệt thi thiền đến hay không tiếng như sấm lăn lộn chấn vỡ tầng mây thập phương ầm ầm vang vọng trong thiên địa người nọ trường bào màu đen vai rộng eo nhỏ uy nghi như thần đôi mắt khi khép mở lôi điện bắn ra tỏ ra vô cùng khiếp người hừ nguyệt thị nhất tộc chúng ta còn chưa nhận thua đâu trưởng tôn hồng ngươi có phải quá thiếu kiên nhẫn rồi hay không nguyệt bách linh hừ lạnh tiếng vang như chuông trống chấn động thiên địa cùng lúc đó nguyệt vân sơn thấp giọng truyền âm cho tô dịch nói đạo hữu người này là hồng liên giáo trưởng tôn hồng một lão ma đầu huyền u cảnh rất lâu trước kia không đợi nói xong tô dịch đã khẽ lắc đầu giọng điệu lạnh nhạt ngắt lời loại nhân vật này không cần giới thiệu huyền u cảnh đương nhiên rất mạnh dù là đặt ở đại hoang cửu châu cũng đã là trụ cột của một đạo thống đứng đầu nhưng ở trong mắt tô dịch trừ một ít nhân vật tuyệt thế tài tình chấn động chư thiên nhân vật huyền u cảnh khác của thế gian này đã sớm không đáng giá để ý huống chi hắn lần này tới tham gia thu thủy đại hội không phải kết giao bằng hữu nào có hứng thú để ý tới lai lịch kẻ địch a à, nguyệt vân sơn nghẹn lời hắn rất kinh ngạc nhìn ra tô dịch dường như không đặt trưởng tôn hồng ở trong mắt A à, Nguyệt gia các ngươi thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ mà thôi. Hôm nay ở trên thu thủy đại hội liền cho Nguyệt gia các ngươi cảm thụ một chút cái gì gọi là tuyệt vọng thật sự dưới bầu trời nơi xa. trưởng tôn hồng cười lạnh một tiếng sau đó nhẹ nhàng hạ xuống đỉnh ngọn núi sắc mặt đám người Nguyệt gia đều có chút khó coi ai cũng có thể cảm nhận được hồng liên giáo không chỉ có chuẩn bị mà đến hơn nữa khí thế hùng hổ cực kỳ cường thế đi thôi nguyệt bách linh hít sâu một hơi dẫn theo mọi người lao lên trên thu thủy nhai đỉnh ngọn núi dốc đứng hiểm trở trên sân đá phạm vi chừng trăm trượng sớm đã bài trí chỗ ngồi lần này hồng liên giáo xuất động hai lão quái vật huyền u cảnh cùng với sáu trưởng lão huyền chiếu cảnh nhân số cũng không nhiều nhưng đội hình như vậy, đặt ở trong thiên huyền giới, cũng đã không thể xem nhẹ, đủ có thể hoành hành một vực. Ngoài ra, Hồng Liên Giáo còn mời một đám nhân vật đứng đầu thiên huyền giới, chừng hơn 10 người, đều có được đạo hạnh hoàng cảnh, hoặc là kẻ đứng đầu một thế lực lớn, hoặc là danh túc uy hiếp một phương. Trong đó có một vị còn là tồn tại huyền u cảnh. Nói không khoa trương một hồi đại hội như vậy, hoàng giả bình thường cũng không đủ tư cách tham dự vào, càng không nói đến nhân vật dưới hoàng cảnh. Khi Nguyệt Bách Linh dẫn theo mọi người đến, liền thấy được một màn như vậy, trong lòng mỗi người đều trầm xuống. Bọn họ bên này, chỉ có một vị huyền u cảnh tọa chấn, nhưng ở Hồng Liên Giáo bên kia, thì tận hai vị. Hơn nữa, bọn họ còn mời tới một lão quái vật huyền u cảnh trợ trận. Đội hình như vậy, mặc cho ai có thể không chấn động. Hắc Nguyệt Bách Linh, nhân vật huyền u cảnh có thể đánh của Nguyệt gia các ngươi, cũng chỉ còn lại một mình ngươi sao. Một tiếng cười nhạo vang lên. Theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy trên chỗ ngồi nơi xa, trưởng tôn hồng áo bào đen ngồi chễm trệ ở nơi đó, bên môi treo một tia khinh thường, chỉ chút lực lượng này, còn vọng tưởng dẫy rụa phản kháng. Nguyệt gia các ngươi thật đúng là không biết tự lượng sức mình, một tiếng than khẽ vang lên. Nói chuyện là một nữ tử xinh đẹp mặc áo bào đen, da thịt trắng hơn tuyết. Nàng đứng ở một bên vách núi, tay áo phất phới, tóc đen bay lên, lúc này đầu nhìn qua, trên khuôn mặt xinh đẹp treo sự cô độc lạnh như quay băng, tần nhược thủy giống với trưởng tôn hồng chính là lão quái vật huyền u cảnh của hồng liên giáo ở đây vang lên một đợt tiếng cười khẽ các cường giả hồng liên giáo kia cùng khách khứa trợ trận đều cười lên ánh mắt nghiền ngẫm một màn này khiến sắc mặt đám người nguyệt gia đều âm trầm xuống tô dịch thì lắc đầu một phen Nghiêm khắc mà nói, nội tình cùng thế lực Hồng Liên giáo này, so với mạnh bà điện, hoàng tuyền cung các thế lực đỉnh cấp trong u minh giới, cũng kém hơn một chút, nếu đặt ở đại hoang cửu châu, chỉ có thể tính là nhất lưu thế lực, điều này làm Tô Dịch lười đi chú ý. Ánh mắt hắn đảo qua, ở đây còn có rất nhiều chỗ trống, nhưng nhân mã Hồng Liên giáo cũng chưa mời đám người nguyệt gia vào ngồi mà xem thái độ của nguyệt bách linh rõ ràng cũng không tính vào ngồi tô dịch rõ ở lúc nguyệt ra cùng hồng liên giáo chưa hoàn toàn lấy ra toàn bộ con bài chưa lật trận thu thủy đại hội này nhất định sẽ không nhanh chóng kết thúc mà hắn lại không muốn một mực ngu ngốc đứng ở nơi đó hắn trực tiếp cất bước tới dưới một cây cổ tùng cứng cáp bên vách núi lấy ra ghế mây lười biếng nằm ở nơi đó cũng thuận tay lấy ra một bầu rượu nhìn từ nơi này dưới bầu trời nơi xa biển mây bốc hơi trên đại địa ánh sáng hồ nước mơ hồ cảnh sắc quả thực cực kỳ không tầm thường cảnh đẹp ý vui cái này mà thấy hành động của tô dịch vô luận đám người nguyệt gia hay hồng liên giáo bên kia đều sửng sốt tiểu tử này tình huống gì vậy một vị khách nói thầm nhíu mày không thôi thu thủy đại hội liên quan đến hai đại thế lực đứng đầu thiên huyền giới đọ sức ở thời điểm cỡ này, một thiếu niên mười mấy tuổi, lại coi mọi người như không có gì, như công tử ca du sơn ngoạn thủy, mình làm việc mình ngồi ở nơi đó uống rượu ngắm cảnh, tác phong như vậy, rơi vào trong mắt mọi người, liền tỏ ra vô cùng kiêu ngạo, không coi ai ra gì, hoàn toàn không hợp với bầu không khí dương cung bạt kiếm kia nơi đây, bọn Nguyệt Bách Linh cũng đều nhìn nhau đánh vỡ đầu bọn họ cũng không ngờ, vị tô đạo hữu lai lịch kỳ quái này, sẽ làm theo ý mình như vậy. Nguyệt Bách Linh, đứa nhỏ này hẳn sẽ không là, cao nhân Nguyệt gia các ngươi mời đến chứ. Một tiếng cười trêu tức vang lên, nói chuyện là một người trung niên áo bào đen làn da trắng nõn, đầu đội mũ lông vũ, tên thường hằng viễn, là một lão quái vật huyền u cảnh hồng liên giáo mời đến. Theo hắn mở miệng, ở đây nhất thời vang lên một đợt tiếng cười, vẻ mặt đám người Nguyệt Bách Linh lúc xanh lúc trắng, rất mất tự nhiên. Tô dịch đang uống rượu cười cười, ánh mắt nhìn quét người trung niên áo bào đen thường hằng viễn kia một cái, liền một lần nữa mang ánh mắt nhìn về phía xa, một tiểu tử thích thu hút chú ý mà thôi, không đáng giá để ý, chúng ta nói chính sự trưởng tôn hồng trầm giọng mở miệng thanh âm phát ra uy nghiêm rất lớn dẫn tới không khí ở đây cũng trở nên trang trọng nguyệt bách linh thế cục trước mắt ngươi cũng thấy rồi còn có cái gì muốn nói trưởng tôn hồng mắt lạnh như điện nhìn về phía nguyệt bách linh nếu nhất định phải đấu quyền thế cùng lực lượng hồng liên giáo các ngươi sao lại nhận định nguyệt gia ta sẽ thua nguyệt bách linh lạnh lùng lên tiếng trưởng tôn hồng thản nhiên ồ một tiếng, nói, thì ra, người lão già này còn mong chờ có người ngoài đến giúp ngươi, thôi được ta liền cho người hoàn toàn hết hy vọng. Nói xong, hắn phân phó một nam từ áo bào trắng bên cạnh, nói, xích bằng trưởng lão, người tới nói. Vâng, nam tử áo bào trắng được gọi là xích bằng trưởng lão nghiêm nghị lĩnh mệnh, sau đó, hắn thẳng sống lưng, ánh mắt nhìn về phía Nguyệt Bách Linh, mỉm cười nói, không dối các vị, bách luyện kiếm môn thái thượng trưởng lão triệu lâm không, vân nhai các các chủ tiêu vô kỵ hai người đã tỏ vẻ rõ ràng, sẽ không đến trợ trận cho Nguyệt gia các ngươi nữa. Lời này vừa nói ra, đám người Nguyệt gia chợt biến sắc. Dù là Nguyệt Bách Linh chấn định thong dong giờ phút này cũng lặng yên siết chặt hai tay, sắc mặt có chút khó coi, bởi vì Triệu Lâm không và Tiêu Vô Kỵ đều là hảo hữu hắn kết giao nhiều năm, có được đạo hạnh huyền ưu cảnh. Đây cũng chính là một con bài chưa lật Nguyệt Bách Linh đến gặp, nhưng ai từng ngờ Triệu Lâm không cùng Tiêu Vô Kỵ vậy mà lại nghi là Lâm trận đổi ý, thay đổi. Tựa như vì chứng minh lời của mình, xích bằng trưởng lão lấy ra một khối ngọc giản, lấy tu vi thúc giục. Nhất thời, một thanh âm già nua truyền ra. Còn xin các vị hồng liên giáo yên tâm, chuyện này, lão hồ tự nhiên sẽ không xen vào nữa. Nghe vậy, sắc mặt Nguyệt Bách Linh lập tức trở nên khó coi dị thường, đây là tiếng của Triệu Lâm không, hắn đã quá quen thuộc. Rất nhanh, lại một thanh âm hùng hậu từ trong ngọc giản truyền ra, mặc kệ như thế nào, ta và Nguyệt Bách Linh tương giao nhiều năm, hắn nếu cúi đầu, còn xin các vị chớ làm khó hắn. Ai, Giọng nói này thở dài một tiếng, tỏ ra rất bất đắc dĩ, đây là tiếng của tiêu vô kỳ. Sắc mặt Nguyệt Bách Linh cũng trở nên xanh mét. Lại nhìn người khác của Nguyệt gia cũng đều chấn động giận dữ đan sen, tay chân lạnh toát. Ai cũng không ngờ, hai vị đại nhân vật giao tình tâm đầu ý hợp đó với Nguyệt Bách Linh, vậy mà lại thực sự phản bội. Trong lúc nhất thời, các ánh mắt ở đây nhìn về phía đám người Nguyệt gia đều mang theo một chút hương vị vui sướng khi người gặp họa nhân tình mỏng như tờ giấy, đại để như thế trong lòng tô dịch khẽ nói uống một ngụm rượu hồng liên giáo các ngươi thủ đoạn được lắm nguyệt bách linh hít sâu một hơi lạnh lùng nhìn về phía trưởng tôn hồng nhưng cho dù vậy còn không đủ để khiến nguyệt gia ta cúi đầu thành âm lạnh lùng nói năng có khí phách trưởng tôn hồng không khỏi cười lên nói đã biết ngươi không cam lòng nói xong hắn chợt phát ra một tiếng hú phá không dựng lên mời vân ảnh đạo hữu đi ra gặp thanh âm còn đang quanh quẩn ở sâu trong tầng mây nơi cực xa vang lên một tiếng than thở nguyệt lão quay nhận thua đi nguyệt gia các ngươi quả thực đã không còn cách nào xoay chuyển nếu tiếp tục chấp mê bất ngộ sẽ chỉ hại tới toàn bộ tộc nhân nguyệt gia các ngươi ở dưới ánh mắt mọi người nhìn chăm chú một ông lão mũ cao trang phục cổ sải bước lướt trên không trung đi đến vân ảnh thượng nhân người sao có thể đám người Nguyệt Thủy Hàn, Nguyệt Vân Sơn mở to mắt như khó có thể tin, Vân Ảnh Thượng Nhân, một trong những người bạn tri kỷ của Nguyệt Bách Linh, hai người ở trước kia có giao tình hơn cả tính mạng. Nhưng bây giờ, Vân Ảnh Thượng Nhân thế mà đã đầu phục hồng liên giáo, ở lúc này đứng ra khuyên Nguyệt Bách Linh cúi đầu. Điều này làm đám người Nguyệt gia đều kinh sợ Nguyệt Bách Linh như bị sét đánh, ngây ra ở đó. Mà sau khi vân ảnh thượng nhân đến, trước hướng đám người trưởng tôn hồng lần lượt chắp tay chào, lúc này mới nhìn về phía Nguyệt Bách Linh, vẻ mặt thành khẩn nói, Nguyệt lão quái, nghe ta khuyên một tiếng, giao ra cha con Nguyệt Trường Thiên cùng Nguyệt Thi Thiền đi, như thế, liền có thể đổi lấy Nguyệt ra các ngươi Thái Bình, Nguyệt Bách Linh tức giận đến râu tóc dựng đứng, vẻ mặt xanh mét đáng sợ, nói, vân ảnh, nếu không muốn hỗ trợ, hoàn toàn có thể khoanh tay đứng nhìn, vì sao lại phải ở lúc này đứng ra, đi giúp hồng liên giáo đâm sau lung ta chấm hỏi ngoặc kép hắn tức giận đến cả người run rẩy người khác của nguyệt gia cũng hướng về vân ảnh thượng nhân trợn mắt nhìn triệu lâm không và tiêu vô kỵ lâm trận phản bội tuy làm người ta đau lòng lại miễn cưỡng có thể tiếp nhận dù sao không phải tùy tiện ai cũng dám xen vào nhưng vân ảnh thượng nhân này làm sinh tử chi giao của nguyệt bách linh lại ở giờ phút này phản bội đứng về hồng liên giáo bên kia đâm sau lưng đối với nguyệt bách linh điều này bảo ai có thể không giận lão tạp mau này thực sự bỉ ổi tô dịch cũng lắc đầu một phen lại thấy vân ảnh thượng nhân than thở kẻ thức thời trang tuấn kiệt nguyệt lão quái phẫn nộ nữa có tác dụng gì bằng giao tình nhiều năm của ngươi ta ta có thể cam đoan chỉ cần giao ra hai cha con kia nguyệt gia các ngươi tuyệt đối sẽ không gặp liên lụy nữa mắt nguyệt bách linh đỏ lên đằng đằng sát khí nói ngươi tốt nhất câm miệng nếu không ta dù liều cái mạng già này cũng phải giết ngươi tên khốn kiếp này Vân ảnh thượng nhân đột nhiên biến sắc, sắc mặt cũng trở nên khó coi, chẳng qua, hắn tựa như sợ Nguyệt Bách Linh thật sự không để ý tất cả ra tay, cuối cùng không dám nhiều lời nữa, mà lúc này, trường tôn hồng sờ cầm, mỉm cười, nói, Nguyệt Bách Linh, bây giờ Nguyệt gia các ngươi còn lấy cái gì đấu với hồng liên giáo chúng ta. Một câu nhẹ nhàng, khiến không khí trở nên càng thêm nặng nề, ánh mắt mọi người nhìn về phía đám người Nguyệt gia, đã không chút nào che giấu khinh miệt cùng với. Thương hại, Tô dịch uống một ngụm rượu, chỉ cảm thấy hứng thú dã rời. Chính như hắn phỏng đoán, Hồng Liên Giáo cũng không muốn toàn diện khai chiến với Nguyệt Gia, cho nên mới sẽ lấy thế ép người, muốn ở trên thu thủy đại hội này khiến Nguyệt Gia cúi đầu. Nếu không, nào cần vận dụng nhiều thủ đoạn như vậy, đi từng bước một đả kích cùng tan dã lòng tin của đám người Nguyệt Gia ngay lúc này, một tiếng xé gió chợt từ nơi xa vang lên. Ánh mắt mọi người ở đây, nhất thời bị hấp dẫn qua đó, đây là ai đến, Người tới mặc đạo bào, tròm dâu bay bay, bên hông dắt một thanh đạo kiếm, phong thái chiếu sáng người ta. Càng thu hút người ta chú ý là, người này chân dẫm một đám mây xét màu vàng. Cao nhân cửu cực huyền đô. Một ít khách hứa xôn xao, sắc mặt hơi thay đổi, trên mặt không thể ức chế hiện lên một mảng kính ngưỡng, cửu cực huyền đô. Đại hoang đệ nhất đạo môn, đứng trong hàng, đại hoang tư cực có được đại năng hoàng cực cảnh tọa chấn, phóng mắt trên dưới chư thiên, có thể sánh vai với nó, cũng chỉ có Phật môn đệ nhất thánh địa tiểu Tây Thiên, ma đạo đệ nhất đạo thống, cực lạc ma thổ, cùng với thái huyền động thiên. Trong đó, Thái Huyền Động Thiên là thế lực số một đại hoang danh xứng với thực vị trí đứng đầu, đại hoang từ cực chẳng qua, người đời đều biết, theo 500 năm trước huyền quân kiếm chủ qua đời, Thái Huyền Động Thiên lâm vào trong hỗn loạn cùng dung chuyển, tới bây giờ, uy thế đã thua xa trước đây, người của cửu cực huyền đô. Đám người Nguyệt Bách Linh ngẩn ra, mơ hồ ý thức được cái gì, tinh thần không khỏi rung lên. Người tới chỉ có tu vi huyền chiếu cảnh, nhưng bằng vào thân phận đối phương, đã đủ để làm mọi người ở đây lễ nhượng ba phần, không dám đắc tội. Đám người Hồng Liên Giáo thì trong lòng dùng mình, vẻ mặt lúc sáng lúc tối, trưởng Tôn Hồng lúc trước còn trễm trệ ngồi ở nơi đó, càng trực tiếp đứng dậy, cười đi lên đón. Hồng Liên Giáo nhất giới tu sĩ trưởng Tôn Hồng, ra mắt đạo hữu Trưởng Tôn Hồng chắp tay chào. Hắn thân là đại năng huyền u cảnh, giờ phút này lại chủ động tiến lên nghênh giá một nhân vật huyền chiếu cảnh, cũng trịnh trọng chào. Điều này làm mọi người đang ngồi đều càng thêm không dám chậm trễ, cũng phụ trợ người tới thân phận siêu nhiên, cửu cực huyền đô. Chẳng lẽ nói đây là viện binh thi thiền cô nương mời đến? Tô dịch như có chút suy nghĩ. Nơi xa, nam tử mặc đạo bào dừng chân ở trên không trung cách thu thủy nhai không xa, ánh mắt đảo qua mọi người ở đây, khi nhìn thấy trưởng tôn hồng hướng mình chắp tay chào, cũng không có bao nhiêu phản ứng. Không thể nghi ngờ, hắn sớm đã quen loại đãi ngộ đặc thù này, Nguyệt Thi Thiền là chân truyền đệ tử phái ta, rất được một số trưởng bối coi trọng, đạo hữu hồng liên giáo có thể nể mặt cửu cực huyền đô chúng ta một phen, thu tay lại ở đây không? Nam tử mặc đạo bào lạnh nhạt mở miệng, giọng điệu tùy ý, một câu nhẹ nhàng, khiến đám người hồng liên giáo và các vị khách trợ trận kia trong lòng đều trầm xuống, trái lại, đám người Nguyệt Bách Linh thì vừa mừng vừa sợ, hoàn toàn không ngờ, Nguyệt Thi Thiền năm trước vừa mới tiến vào cửu cực huyền đô tu hành, nay cũng có thể mời được Hoàng giả Tông Môn hỗ trợ. Thi Thiền thật sự là đứa nhỏ tốt, trong lòng Nguyệt Bách Linh kích động, đại nhân vật khác của Nguyệt gia cũng đều âm thầm thở pháo bọn họ không tin hồng liên giáo dám đi làm trái ý tứ cửu cực huyền đô cái này trưởng tôn hồng do dự ánh mắt lúc sáng lúc tắt nếu luận tu vi hắn có thể dễ dàng giết chết nam tử mặc đạo bào nhưng hắn lại không dám làm như thế bởi vì một khi đắc tội cửu cực huyền đô hồng liên giáo nhất định sẽ bị nhổ tận gốc hừ người chẳng lẽ là có ý kiến nam tử mặc đạo bào thản nhiên mở miệng thân thể trưởng tôn hồng cứng đờ vội vàng lắc đầu Vậy cứ quyết định như vậy, nam tử mặc đạo bào thuận miệng nói, từ nay về sau, hồng liên giáo không làm khó nguyệt thị nhất tộc nữa. Đang nói, một tiếng cười lạnh đột nhiên vang lên, cửu cực huyền độ uy phong thật lớn, phái ra vẻn vẹn một nhân vật huyền chiếu cảnh, đã muốn xen vào việc hôm nay, mọi người ồ lên, ánh mắt ùn ùn nhìn lại. Chỉ thấy dưới bầu trời nơi cực xa, một lão nhân bóng người cao gầy, làn da trắng bệch, mặc áo bào da thú xài bước mà đến. Nơi đi y qua, phòng lôi kích động, trời đất rung chuyển, uy thế khủng bố ngập trời. Rốt cuộc đến rồi, bên môi trường tôn hồng nổi lên mỉm cười. Giờ khắc này áp lực cùng khẩn trương trong lòng hắn trở thành hư không? Đó là, đại năng huyền u cảnh mà hoành thiên hồng trần ma cung, một trong đại hoang ba đại ma tông. Nơi đây xôn xao, hồng liên giáo bên kia đều lộ ra vẻ mặt vui mừng, mà nguyệt ra bên đó thì kinh nghi bất định ai cũng không ngờ ở sau khi cao nhân cửu cực huyền đô đến vậy mà lại có thêm chuyện xảy ra quả nhiên ta thật ra nhớ không lầm khai phái tổ sư hồng liên giáo này cùng hồng trần ma cung có sâu xa khăng khít không thể tách rời tô dịch thầm nghĩ hắn đối với một màn này cũng không bất ngờ hồng trần ma cung tuy không bằng đại hoang đệ nhất ma môn cực lạc ma thổ nhưng cũng chỉ kém một ít hơn xa thế lực đứng đầu bình thường của đại hoang có thể so sánh Mạc Hoành Thiên kia dám nhúng tay vào, khiển trách nam tử mặc đạo bào, một là thân phận bày ra đó, hai hắn chính là nhân vật huyền u cảnh, tự nhiên sẽ không để ý nam tử mặc đạo bào nhân vật huyền chiếu cảnh bực này, mạc lão quái, nam tử mặc đạo bào nhíu mày, vẻ mặt hiện lên một màng ngưng trọng. Hừ, Mạc Hoành Thiên áo bào da thú, sắc mặt trắng bệch ánh mắt âm trầm lạnh lùng, nói ta không biết ngươi ở cửu cực huyền đô thân phận thế nào, nhưng xem ở trên mặt mũi cửu cực huyền đô, ta có thể đại biểu hồng liên giáo lui nhường một bước, không truy cứu sai lầm của Nguyệt Thi Thiền kia nữa. Dừng một chút, hắn nói, chẳng qua, Nguyệt Trường Thiên phải chết, ta khuyên ngươi chớ nhúng tay nữa, nếu không, nếu xé rách ra mặt ta cũng không kiêng kỵ dạy dỗ ngươi một trận, cho ngươi nếm chút mùi đau khổ. Một đoạn lời, bá đạo vô cùng chẳng qua coi như cho nam tử mặc đạo bào bậc thang để xuống đáp ứng tha thứ nguyệt thi thiền chỉ tính sổ với nguyệt trường thiên Nam tử mặc đạo bào nhất thời trở nên do dự trầm mặc. Đám người Nguyệt Bách Linh thấy vậy, sự vui sướng trong lòng bị nước lạnh dập tắt, tay chân phát lạnh. Mà Mặc Hoành Thiên mỉm cười trầm giọng nhắc nhở Nguyệt Thi Thiền Trung Quy chỉ là một chân truyền đệ tử, mà việc hôm nay liên lụy đến hai thế lực lớn của Thiên Huyền giới tranh phong, đạo hữu cảm thấy có cần thiết vì một chân truyền đệ tử không tiếc xé rách ra mặt với Mặc Mỗ sao? Không đợi Nam tử mặc đạo bào trả lời, Mặc Hoành Thiên đột nhiên ôm quyền quát còn xin đạo hữu thành toàn. Nam tử mặc đạo bào thở dài một tiếng, lạnh lùng nói, mặc lão quái, sau khi ta quay về, chắc chắn mang nhất cử nhất động của ngươi hôm nay đều bẩm báo cho tông môn, nhìn như là uy hiếp, thực ra đã tương đương thỏa hiệp, không thể nghi ngờ, hắn nhìn ra, nếu xé rách ra mặt, mặc hoành thiên rất có thể thật sự sẽ ra tay, cho hắn một cái giáo huấn. Nếu như vậy, không chỉ không giúp được nguyệt gia, còn có thể khiến hắn mất hết mặt mũi. Ha ha ha, về sau cửu cực huyền đô nếu trách tội, Mạc Mỗ nhất định bồi thường. Mạc Hoành Thiên cười to lên, đắc ý. Đám người hồng liên giáo và các vị khách kia cũng cười, mây đen trong lòng quét sạch, đám người nguyệt gia thì vẻ mặt ảm đạm, lòng tin đang dao động, Mạc Hoành Thiên xuất hiện, một cọng rơm cuối cùng đè ngã lạc đà, khiến nguyệt bách linh nhân vật bực này, cũng có cảm giác vô kế khả thi. Vốn, hắn cũng chuẩn bị một ít con bài chưa lật, nhưng những con bài chưa lật này ở trước mặt Mạc Hoành Thiên, căn bản không phát huy tác dụng chưa thấy ngay cả nam tử mặc đạo bào đến từ cửu cực huyền đô cũng ẩn nhẫn thoái nhượng nguyệt bách linh sự kiên nhẫn của ta có hạn chỉ hỏi ngươi một câu giao người hay không trưởng tôn hồng trầm giọng mở miệng trên mặt hắn mang theo sự dữ tợn không tính trì hoãn nữa muốn hoàn toàn bức bách nguyệt ra cúi đầu Toàn bộ ánh mắt ở đây đều đồng loạt nhìn về phía Nguyệt Bách Linh, vẻ mặt Nguyệt Bách Linh lúc sáng lúc tối, hai tay đều gắt gao nắm lại, mặc cho ai cũng nhìn ra, trong lòng vị đại nhân vật huyền u cảnh Nguyệt gia này đang trải qua dày vò tàn khốc. Nguyệt lão quay cúi đầu đi ta từng sớm khuyên ngươi, thế xích hôm nay, Nguyệt gia các ngươi căn bản không có khả năng lật ngược thế cờ, hy sinh một tên Nguyệt Trường Thiên, đổi Nguyệt gia các ngươi Thái Bình, đây đã là kết quả tốt nhất. Vân ảnh thượng nhân tiến hành khuyên giải sắc mặt nguyệt bách linh cũng trở nên xanh mét khó coi răng nghiến sắp vỡ lão tổ không cần khó xử vì ta nữa chợt một giọng nói khàn khàn vang lên nơi xa một bóng người nhanh chóng lướt đến đây là một người trung niên áo bào màu ngọc bóng người cao mặt đẹp như ngọc chỉ là sắc mặt cực kỳ tái nhợt khí tức suy yếu nguyệt trường thiên kẻ này thế mà dám xuất hiện chấm than ngoặc kép có người kêu to trên thu thủy nhai xôn xao một phen trường thiên người tới nơi này làm gì Nguyệt Bách Linh trợn mắt lên, mau trở về. Nguyệt Trường Thiên cười cười, nói, bọn họ muốn lấy mạng Nguyệt Trường Thiên ta, ta cho bọn họ là được. Nói xong, ánh mắt hắn từ trên thân đám người trưởng Tôn Hồng, Tần Nhược Thủy, Mạc Hoành Thiên lần lượt đảo qua, khi nhìn thấy tô dịch ngồi ở bên vách núi, ánh mắt hắn hơi dừng một chút, sau đó liền lướt qua mặc kệ như thế nào, đa tạ đạo hữu đến giúp đỡ, đại ân bực này, nguyệt thị nhất tộc ta vô cùng cảm kích nguyệt trường thiên hướng nam tử mặc đạo bào kia chắp tay chào, nam tử mặc đạo bào nhất thời có chút mất tự nhiên, than thở, chớ nói như vậy, ta cũng chưa giúp được cái gì, đuôi lông mày nguyệt trường thiên hiện lên một phần nhu tình, khẽ nói, ta tin tưởng, con gái của ta ở cửu cực huyền đô tu hành, nhất định sẽ không gặp nguy hiểm tính mạng, như thế, ta cho dù đã chết, cũng không còn tiếc nuối, không ít người động dung, ai cũng nhìn ra, nguyệt trường thiên là tới chịu chết muốn lấy tính mạng mình đổi nguyệt thị nhất tộc thái bình keng tần nhược thủy đột nhiên rút ra một thanh đạo kiếm nâng tay ném đạo trời kiếm lơ lửng ngang muốn tự sát có thể dùng thanh kiếm này tự quyết đi trên khuôn mặt lạnh lùng kiêu ngạo cô độc của tần nhược thủy tràn đầy lạnh lùng không khí chợt áp lực tộc nhân nguyệt thị bọn nguyệt bách linh kinh sợ ùn ùn khuyên can đám người trưởng tôn hồng thì cười lạnh quan sát nguyệt trường thiên chủ động đến tìm chết cũng liền ý nghĩa thu thủy đại hội hôm nay đại cục đã định Người thằng nhãi này, sớm một chút đến chịu chết, sao có thể xảy ra nhiều khúc chết như vậy? Mạc Hoành Thiên hừ lạnh, nam tử mặc đạo bào xoay đầu đi, không đành lòng nhìn nữa. Mà lúc này, tô dịch thu hồi bầu rượu, không đợi nữa, vốn, hắn cho rằng hôm nay sẽ nhìn thấy người Phật môn đệ nhất thánh địa tiểu Tây Thiên đến viện trợ, như vậy, mình liền không cần ra tay, dù sao, lúc trước hắn từng dặn dò Nguyệt Thi Thiền, gặp nguy hiểm không hóa giải được, có thể tới tiểu Tây Thiên xin giúp đỡ, nghiễn tâm Phật chủ lão gia hỏa kia nhất định sẽ không thấy chết mà không cứu. Nhưng bây giờ xem ra, Nguyệt Thi Thiền tựa như vẫn chưa làm như vậy, nhưng những thứ này đều đã không quan trọng giờ này khác này tô dịch cũng không thể để nguyệt trường thiên gặp chuyện khi suy nghĩ tô dịch đã đứng dậy thu hồi ghế mây sau đó xoay người nhìn về phía nguyệt trường thiên nói mạng của ngươi ta bảo vệ mọi người ở đây đều kinh ngạc lúc trước tô dịch vẫn chưa từng để ý tới sóng gió nơi đây khiến bọn trưởng tôn hồng cũng sắp hoàn toàn quên mất sự tồn tại của hắn chính bởi vì như thế khi tô dịch ở lúc này bỗng nhiên đứng ra hơn nữa tuyên bố muốn bảo vệ tính mạng nguyệt trường thiên mọi người đều thiếu chút nữa cho rằng lỗ tai nghe lầm Điều này thật sự ngoài dự đoán của mọi người. Cần biết thế cục đã đến thời khắc mấu chốt cuối cùng, sức chú ý của mọi người đều tập trung ở trên người Nguyệt Trường Thiên. Ai có thể tưởng tượng một thiếu niên lúc trước tựa như người ngoài cuộc bị xem nhẹ, dám ở lúc này đứng ra, lập tức cũng khiến tô dịch trở thành tiêu điểm chú ý của toàn trường. Bọn Nguyệt Bách Linh ngây cả người. Tô dịch dám ở thời điểm bực này đứng ra, đã không phải người tầm thường có khả năng bằng được nhìn xem triệu lâm không tiêu vô kỵ lâm trận phản bội lại nhìn xem vân ảnh thượng nhân lựa chọn hợp tác với hồng liên giáo người nào không phải đại nhân vật huyền u cảnh thành danh nhiều năm nhưng bọn họ đều không dám trợ trận cho nguyệt gia nhưng tô dịch một thiếu niên như vậy đứng ra điều này làm trong lòng bọn nguyệt bách linh đều xúc động dâng lên cảm khái nói không nên lời đợi lát nữa vô luận xảy ra cái gì dù liều cả tính mạng chúng ta cũng quyết không thể để tô đạo hữu bị liên lụy chấm than ngoặc kép Nguyệt Bách Linh truyền âm, chém đinh chặt sắt. Đám người Nguyệt gia đều gật gật đầu. Dệt hoa trên gấm rễ, đưa than sưởi ấm trong ngày tiết rơi khó. Hành động của tô dịch giờ phút này, ở trong mắt đám người Nguyệt gia không thể nghi ngờ đủ quý giá, bảo, bảo vệ tính mạng của ta. Cùng lúc đó, Nguyệt Trường Thiên cũng chấn động tâm thần một phen, như khó có thể tin, sau đó, hắn cười tiêu sái, hướng về tô dịch ôm quyền nói, tiểu hữu trượng nghĩa, Nguyệt Mỗ ghi nhận trong lòng, chẳng qua, mong tiểu hữu đừng xen vào, tránh lan đến bản thân, không thể nghi ngờ, ở trong mắt Nguyệt Trường Thiên, tô dịch nhiễm nhiên là một người thiếu niên huyết khí phương cương, cũng hoàn toàn không coi lời của hắn là thật. Đám người Nguyệt Bách Linh cũng ùn ùn gật đầu, lên tiếng khuyên can tô dịch. Tô dịch thằng nhãi này là ai, vì sao sẽ xuất hiện ở nơi này. Quả thực là càn quấy. Chợt, Mạc Hoành Thiên hừ lạnh, có chút không vui, đám người trưởng Tôn Hồng cũng đều có chút tức giận. Một con trâu trấu nhỏ bị xem nhẹ thế mà còn dám ở lúc này chạy đến nhảy nhót tìm chết cỡ nào. Xích bằng, đi làm vật nhỏ kia câm miệng trưởng Tôn Hồng hạ lệnh. Vâng, Hồng liên giáo xích bằng trưởng lão đứng ra. Còn chưa đợi hắn ra tay, một vị khách cười ha ha nói, đối phó một tiểu tử mà thôi, sao đáng giá làm phiền xích bằng đại nhân ra tay. Vẫn là để tại hạ đến đi. Đó là một người trung niên áo gấm, có tu vi huyền chiếu cảnh trung kỳ, là một trong các đại nhân vật trợ trận hồng liên giáo mời đến. Nói xong, người trung niên áo gấm đã bóng người nhoáng lên một cái, bổ một trường về phía đầu tô dịch người trẻ tuổi, họa từ miệng mà ra, mạng của ngươi, sẽ mất từ đây. Phóc, một cái đầu máu chảy đầm đìa bay lên không trung chỉ là tất cả mọi người ở đây đều trợn to mắt. Bởi vì bị giết là người trung niên áo gấm kia. Cổ hắn bị một mảng kiếm khí chặt đứt đầu bay lên không trung mà thể xác của hắn thì rào rào hóa thành cho tàn bay là tả. Quá nhanh rồi, thẳng đến lúc người trung niên áo gấm chết đi thanh âm tràn ngập lạnh lùng cùng khinh thường đó của hắn hãy còn đang quanh quẩn Chỉ là ý tứ trong lời nói đó lại thành châm chọc to lớn. Họa từ miệng mà ra. Kết quả, người trung niên áo gấm chết trước nơi đây tĩnh mịch các đại nhân vật kia đều chấn động đám người hồng liên giáo đều ngạc nhiên khó có thể tin tần nhược thủy khẽ ồ một tiếng nhịn không được một lần nữa đánh giá tô dịch sắc mặt trưởng tôn hồng trầm xuống nhíu mày xích bằng trưởng lão kinh hãi toát mồ hôi lạnh tâm thần chấn động kìm lòng không được nghĩ đến nếu lúc trước là mình ra tay lại nên như thế nào thì ra kẻ này là gốc dạ cứng thâm tàng bất lộ ánh mắt vân ảnh thượng nhân lóe lên 18-19 tuổi, lại có thể một đòn tiêu diệt hoàng giả huyền chiếu cảnh trung kỳ, có chút thú vị nha. Mạc Hoành Thiên nhíu mày. Hắn thấy rõ tô dịch lúc trước tùy tay vạch một cái, đầu ngón tay hiện ra kiếm khí, liền dễ dàng diệt người trung niên áo gấm, lực lượng cỡ đó, có thể nói không thể tưởng tượng, lợi hại, nguyệt trường thiên động dung. Tương đối mà nói, đám người nguyệt bách linh bình tĩnh hơn một chút bởi vì bọn họ đều từ trong miệng Nguyệt Vân Sơn biết được tô dịch ở trên thiên tuyền tinh lộ một hơi tàn sát 14 vị lão ma đầu hung ác ngập trời. Tiểu tử này là thần thánh phương nào? Nam tử mặc đạo bào đến từ cửu cực huyền đô cũng giật mình không thôi, không khí quỷ dị trở nên yên tĩnh. Tô dịch tùy tay phủi phủi quần áo, giọng điệu lạnh nhạt nói, đừng trì hoãn thời gian nữa ta đã nói, mạng nguyệt trường thiên ta bảo vệ. Ai không phục kẻ đó chết. Lời này vừa nói ra toàn trường xôn xao một phen đồ khốn kiếp thực cho rằng mình là chúa tể có thể không để chúng ta vào mắt xích bằng trưởng lão tức giận khiển trách tô dịch vung đầu ngón tay vù một luồng kiếm khí hiện ra giơ cao chém xuống ầm xích bằng trưởng lão toàn lực cứng rắn chống đỡ nhưng chỉ trong nháy mắt bảo vật phòng ngự cùng lực lượng quanh thân hắn đều ầm ầm nổ tung cả người theo đó bị một kiếm chém thành hai nửa ầm ầm hóa thành cho tàn tiêu tán hình thần câu diệt thủ đoạn giết người bá đạo bực này lại lần nữa rung động toàn trường bởi vì nếu nói lúc trước người trung niên áo gấm là lơ là sơ ý mà chết như vậy xích bằng trưởng lão là ở dưới tình huống toàn lực ra tay bị tô dịch thoải mái chân áp giết chết hơn nữa xích bằng trưởng lão là tu vi huyền chiếu cảnh hậu kỳ so với người trung niên áo gấm càng mạnh hơn nhưng hắn vẫn như cũ như tờ giấy bị một kiếm chém giết thế này quá đáng sợ rồi các nhân vật huyền chiếu cảnh kia ở đây đều chấn động biến sắc hẳn, lông tóc dựng cả lên, tiểu tử này là ai? Sao có thể khủng bố như thế? Mà sắc mặt trưởng tôn Hồng, Tần Nhược Thủy, Vân Ảnh thượng nhân các nhân vật huyền u cảnh này đều đã trở nên khó coi, kinh nghi bất định. Trong lòng bọn họ thậm chí có chút hối hận ở lúc thiếu niên áo bào xanh này xuất hiện, vì sao không thăm dò chi tiết đối phương trước một chút? Nguyệt Trường Thiên vốn đã ôm tâm tính cầu chết cùng với nam tử mặc đạo bào kia, cũng đều càng thêm giật mình ai cũng không thể tưởng tượng đây là chiến lược một thiếu niên mười mấy tuổi có thể có được kế tiếp nhất định là kết cục không chết không ngừng trong lòng nguyệt bách linh thở dài hắn ý thức được theo tô dịch hạ sát thủ trên thu thủy đại hội hôm nay cho dù nguyệt gia bọn họ liều mạng đi bảo vệ tô dịch hồng liên giáo chắc chắn sẽ nghĩ mọi cách giết hắn đây đã là cục diện không chết không ngừng Nơi xa, sắc mặt Mạc Hoành Thiên lạnh như băng nói, nhân vật huyền chiếu cảnh bình thường, nhất định không phải đối thủ của kẻ này, nhược thủy đạo hiểu, ngươi tự tay đi thu thập hắn, nhớ, chớ thương tổn tính mạng hắn, ta rất có hứng thú với hắn. Được, tần nhược thủy gật đầu đáp ứng. Nàng mặc áo bào đen, da thịt trắng hơn tuyết, khí chất lạnh lùng cô độc. Theo nàng đứng ra, một luồng sát khí sắc bén kinh khủng vô cùng, trong nháy mắt khuếch tán ra, chấn vỡ tầng mây, làm núi cao dưới chân cũng chợt chấn động hẳn lên. Keng, Nàng lấy tay chộp một cái, một thanh đạo kiếm kia vốn lơ lửng ở trước người Nguyệt Trường Thiên, chợt lao vào trong tay nàng, sau đó, bóng người nàng đạp bước trên không trung, tới dưới bầu trời, mắt đẹp như điện, quan sát tô dịch, nói, tiểu tử, có dám chiến một trận với ta không? Nguyệt Bách Linh nhịn không được nữa, trầm giọng nói, đường đường nhân vật huyền u cảnh, lại đi ức hiếp một tiểu bối, vô sỉ cỡ nào? Người muốn chiến, lão phu phụng bối, thanh âm truyền khắp thiên địa, lão tổ, vẫn là để ta tới đi nguyệt trường thiên bước ra một bước bay lên không trung vị đại năng huyền u cảnh nguyệt gia này rõ ràng là bất chấp mọi giá cái gì cũng không để ý người nếu dám ra tay bổn tọa cam đoan cao thấp toàn tộc nguyệt gia các ngươi đều sẽ gặp liên lụy tự mình xem mà làm đi mạc hoành thiên lạnh lùng lên tiếng đoạn lời này vừa ra sắc mặt nguyệt trường thiên nhất thời trở nên vô cùng khó coi trong lòng nguyệt bách linh cũng nặng nề cau mày mà lúc này tô dịch cũng có chút mất kiên nhẫn than nhẹ một tiếng nói một cái phiền toái nhỏ mà thôi nào cần thiếu kiên nhẫn như vậy nói xong ánh mắt hắn đảo qua đám người nguyệt bách linh nguyệt trường thiên nói từ giờ trở đi các ngươi cứ đứng ở đó xem là được cái này đám người nguyệt ra ngây ra trợn to mắt đánh vỡ đầu bọn họ cũng không ngờ tới tô dịch vậy mà lại muốn một mình đi ngăn trận sát kiếp này hơn nữa nghe giọng điệu của hắn như đối với hành động của nguyệt bách linh cùng nguyệt trường thiên có chút không vui bọn mạc hoành thiên trưởng tôn hồng cũng đều ngẩn ra một phen từng thấy kẻ cuồng chưa từng thấy ai cuồng như thế phóng mắt khắp thiên hạ ai dám không mang bọn họ các hoàng giả huyền u cảnh này đặt ở trong mắt nhìn một cái nam từ mặc đạo bào đến từ cửu cực huyền đô kia cũng chỉ có thể bịt mũi nén giận nhưng bây giờ một thiếu niên nói thẳng muốn một mình là địch với bọn họ điều này tỏ ra quá ngông cuồng không khí ở đây nặng nề yên tĩnh cho dù các lão quái vật kia kiến thức rộng rãi nhưng cũng đều bị lời nói của tô dịch kinh động khó có thể tin trên thân thiếu niên áo bào xanh này nghiễm nhiên có tư thái không hận cổ nhân ta không thấy hận cổ nhân không thấy ta cuồng tự phụ đến mức trước mắt không còn ai ngay cả nhân vật huyền u cảnh cũng không được hắn đặt ở trong mắt cái này mặc cho ai có thể không kinh a à, đã cuồng như vậy bổn tọa cũng thật muốn xem xem người có thể mang tới cho bổn tọa bao nhiêu ngạc nhiên lẫn vui mừng mặc hoành thiên nói nhỏ lời nói lạnh lùng kia vang vọng thiên địa làm lông tóc rất nhiều người dựng cả lên nghe ra trong lời nói ẩn chứa một màng lạnh lùng keng dưới bầu trời tần nhược thủy vung đạo kiếm giọng điệu chậm rãi nói đến giết ta trong thanh âm tràn đầy khinh thường Tô dịch lại không để ý tới, ánh mắt đảo qua đám người hồng liên giáo, nói, các ngươi vẫn là cùng lên đi, nếu không, trận này nhất định nhạt nhẽo vô vị. Mọi người, kẻ này, vậy mà lại càng ngày càng cuồng. Mà tần nhược thủy bị tô dịch trực tiếp không nhìn, khuôn mặt xinh đẹp trầm xuống. Vù, nàng xoay cổ tay, đạo kiếm như cây quạt mở ra, chợt bổ ra một bóng kiếm màu lam âm u tròn trịa, xé rách không gian, chém về phía tô dịch. Lực lượng pháp tắc thuộc về huyền u cảnh, tràn ngập trong bóng kiếm màu lam âm u, đẹp mắt mộng ảo, uy thế cỡ đó, làm không biết bao nhiêu người tâm thần đều run rẩy. Đặc biệt là nhân vật huyền chiếu cảnh ở đây, đều có cảm giác hít thở không thông. Lại thấy Tô Dịch phất tay áo bào một cái, một vòng bóng kiếm màu lam âm u tròn trịa kia giống như ảo ảnh trăng sáng trên mặt hồ ở dưới lực lượng một cái phất này của tô dịch ầm ầm nổ tung trong thần quang bắn tung tóe thổi quét bóng người tuấn tú của tô dịch giống như một cầu vồng bay vút lên keng tiếng kiếm ngân vang kỳ ảo mờ mịt vang vọng thành ảnh kiếm tỏa ra hào quang như mộng giống như một vũng nước màu ánh trăng xuất hiện ở trong bàn tay tô dịch quang ảnh mông lung bốc hơi làm nền bóng người tô dịch siêu nhiên như trích tiên hay cho một thanh đạo kiếm thần tính thiên thành Ánh mắt Nguyệt Trường Thiên tỏa sáng, hắn chính là kiếm tu, có danh sưng, dạ tẫn kiếm hoàng, liếc một cái liền nhìn ra chỗ siêu phàm của thanh ảnh kiếm. Mà thấy tô dịch trong cái phất tay áo, liền phá vỡ một kiếm của tần nhược thủy, sớm kinh động rất nhiều người ở đây biến sắc khi nhìn thấy hắn ở trên không rút kiếm, bay lên, phong thái một chớp mắt đó, cũng khiến một ít lão quái vật kinh ngạc không thôi, ẩm trên bầu trời tần nhược thủy nheo đôi mắt đẹp sau đó quanh thân đột nhiên chợt xuất hiện hồ quang màu lam âm u ngập trời chấn vỡ hư không xé rách bầu trời vị đại năng huyền u cảnh đến từ hồng liên giáo này ở lúc này mang một thân đạo hạnh suy diễn cực điểm uy thế cỡ này mạnh đến mức làm phần lớn cường giả huyền chiếu cảnh ở đây đều có cảm giác sụp đổ chém trong miệng tần nhược thủy khẽ bật ra một chữ trực tiếp giống như ngôn xuất pháp tùy đạo kiếm trong tay nàng nở rộ điện quang màu lam âm u lưỡi kiếm cuốn theo khí tức hủy thiên diệt địa chém ra ngang trời nguyệt bách linh và nguyệt trường thiên nhân vật huyền u cảnh bực này đều đồng loạt biến sắc để tay lên ngực tự hỏi đổi là bọn họ cũng phải toàn lực ra tay mới có thể ganh đua dài ngắn với tần nhược thủy tô dịch hắn lại nên hóa giải một kiếm này như thế nào trưởng tôn hồng đám người hồng liên giáo, vân ảnh thượng nhân và các vị khách kia cùng với mặc hoành thiên của hồng trần ma cung, nam tử mặc đạo bào của cửu cực huyền đô, cũng đều nín thở tập trung tinh thần, khẩn trương chú ý, chỉ thấy tô dịch không tránh không né, bóng người hãy còn bay lên, chỉ có thanh ảnh kiếm trong tay chợt phát ra một tiếng ngân, ẩm, một cái chớp mắt đó, thiên địa dung chuyển. Theo tô dịch vung kiếm, một luồng kiếm uy có thể nói vô cùng sắc bén từ trên thân thanh ảnh kiếm phát ra, như kiếm tiên múa thanh ảnh, kiếm nghịch thương khung. Phành, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng, hồ quang màu lam âm u tán loạn, tần nhược thủy chém ra một đạo kiếm khí kia, trực tiếp giống như lưu ly dễ vỡ, ầm ầm tan vỡ. Cái này, toàn trường chấn động, đám người nguyệt gia đều trợn mắt cứng lưỡi, thế này cũng quá mãnh liệt rồi nhỉ. Sắc mặt trưởng tôn hồng chợt trở nên ngưng trọng chưa từng có, có vấn đề, ánh mắt mặc hoành thiên co rút lại. Kiếm đạo thật đáng sợ như hoàn toàn không kém gì yến tố nghe trưởng lão huyền u cảnh phái ta. Nam tử mặc đạo bào run sợ uy thế một kiếm này của tô dịch không thể nghi ngờ quá mức sắc bén bá đạo, lay động tâm thần mọi người toàn trường. Cũng là một tích tắc này, mọi người mới ý thức được thiếu niên áo bào xanh cuồng đến mức dưới mắt không còn ai này, thì ra lại là một tồn tại khủng bố thâm tàng bất lộ. Mà mắt thấy một kiếm này của tô dịch đánh tới, khuôn mặt xinh đẹp của tần nhược thủy đột nhiên biến sắc, xuất kiếm cứng rắn chống đỡ, nhưng chỉ trong tích tắc đạo kiếm của nàng bị đánh bay ra ngoài, gào thét rung trời, mà cổ tay nàng đều theo đó cụt máu tươi bắn tung tóe Sao có thể, chấm hỏi ngoặc kép, tần nhược thủy sợ mất vía, hoảng sợ thất sắc, mà tô dịch đã cầm kiếm giết tới. Di, một tiếng quát to vang vọng, trưởng tôn hồng ngay lập tức ra tay chi viện, vị đại năng huyền u cảnh hồng liên giáo này trực tiếp vung một cây chiến mẫu hào quang màu máu tràn ngập phá không đâm tới, uy thế hung lệ cuồng bạo Liệu nhật huyết mâu? bản mạng đạo binh của trưởng tôn hồng dưới một đòn như tia xét màu máu giáng xuống có uy lực diệt thế hầu như cùng lúc đó vân ảnh thượng nhân cũng ra tay người này rút ra một cái phất trần hào quang vàng óng lưu truyền phá không đập đến lão khốn này là hoàn toàn không cần thể diện nữa nguyệt bách linh tức giận hắn đang muốn ra tay lại bị nguyệt trường thiên ngăn cản lúc trước tô đạo hữu từng nói chớ nhúng tay huống chi lão tổ thật sự cho rằng tô đạo hữu cần hỗ trợ sao Giọng hắn lộ ra cảm khái, ánh mắt hoảng hốt. Trình độ kiếm đạo của tô dịch quá mạnh, mạnh đến mức làm hắn cũng cảm thấy kinh hãi run rẩy. Nguyệt Bách Linh ngẩn ra một phen, dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy dưới bầu trời, đại chiến đã hoàn toàn bùng nổ, tô dịch lấy sức một người, đối kháng ba vị nhân vật huyền u cảnh vây công, vậy mà lại hoàn toàn không ở thế yếu. Điều này làm Nguyệt Bách Linh cũng không khỏi ngây người. Vị tô đạo hữu này, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Đáng chết, Thiên huyền giới này từ khi nào xuất hiện một tiểu bối khó lường như vậy? Chấm hỏi ngoặc kép, Mạc Hoành Thiên cũng đã không cách nào bình tĩnh. Hắn đến từ Đại Hoang Hồng Trần Ma Cung, kiến thức rộng, sống không biết bao nhiêu năm tháng, nhưng cố gắng suy nghĩ, cũng chưa từng nghe nói trên dưới chư thiên này khi nào toát ra một thiếu niên chiến lực nghịch thiên như vậy. Mười mấy tuổi mà thôi, đã có thể giết hoàng giả huyền chiếu cảnh như thu gặt cỏ rác. Mà nay, hắn càng một mình đối chiến ba vị hoàng giả huyền u cảnh, Điều này không thể nghi ngờ quá khủng bố, thậm chí sắp đảo điên nhận biết của Mạc Hoành Thiên, bởi vì chuyện như vậy, đừng nói là ở trên dưới Đại Hoang Chư Thiên, dù đặt ở trong năm tháng quá khứ cũng chưa từng xảy ra, tuyệt đối là nghe chưa từng nghe, thấy chưa từng thấy. Thật mạnh, kẻ này rốt cuộc là ai? Nguyệt gia từ nơi nào mời đến một vị kiếm đạo đại thần như vậy, giờ khắc này, trên thu thủy nhai tiếng xôn xao nổi lên bốn phía, cường giả Hồng Liên giáo bên kia đều hoảng sợ biến sắc bị hoàn toàn kinh động. Không phải bọn họ chuyện bé xé ra to hớt hải, làm hoàng giả, sóng to gió lớn nào chưa từng thấy. Nhưng một trận chiến trước mắt này, thật sự quá không thể tưởng tượng, mặc cho ai nhìn thấy, nhất định đều rất khó bình tĩnh. Ngưu lão đạo, ngươi cũng lên đi." Bỗng nhiên, Mạc Hoành Thiên hô to. Ngưu lão đạo bị điểm danh, là một nhân vật huyền u cảnh duy nhất trong khách khứa Hồng Liên giáo mời đến, hắn cũng bị chiến lực của Tô Dịch làm chấn động, theo bị Mạc Hoành Thiên điểm danh, hắn nhất thời rối rắm một phen nhưng cuối cùng ngưu lão đạo nghiến răng một cái phát ra một tiếng thét dài lao vào chiến trường ẩm hắn thúc giục một cái đạo ấn ánh vàng rực rỡ uy thế cường thịnh nhưng làm mọi người trợn mắt cứng lưỡi là mặc dù ngưu lão đạo gia nhập chiến cuộc cũng chưa thể áp chế tô dịch thậm chí theo chiến đấu tiến hành uy thế của tô dịch vậy mà lại càng thêm sắc bén cường thịnh hẳn lên không giống bị vây công ngược lại như là một mình đang chèn ép bốn vị hoàng giả huyền u cảnh Chiến lược khủng bố bực này khiến mọi người đều sắp ngây dại rồi, trên đời này nào có người trẻ tuổi mười mấy tuổi đã chứng đạo thành hoàng. Mà một người trẻ tuổi như vậy lại còn có thể vắt ngang qua một cảnh giới áp chế bốn vị nhân vật huyền u cảnh vây công. Sao có thể như vậy? Mạc Hoành Thiên kinh ngạc giận dữ, sắc mặt âm trầm đáng sợ, trong lòng cũng có một tia nôn nóng nói không nên lời, hết tập 151.